Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 42. Một trong số đó. Diệp Quân hơi sững sờ, hỏi còn có cái khác. Từ Chân gật đầu. Diệp Quân lại hỏi, là thứ gì? Từ Chân lại chỉ cười cười không đáp. Diệp Quân bất đắc dĩ, đành đổi một vấn đề khác, ta nghe nói tỷ tới đây trấn áp vũ trụ kiếp, phải không? Từ Chân gật đầu. Diệp Quân nghi hoặc, vậy sao tỷ lại ở chỗ này? Từ Chân nói, sức mạnh của ta đang ở chỗ vũ trụ kiếp. Diệp Quân chấn động, ý tỷ là, sức mạnh của tỷ đang trấn áp vũ trụ kiếp, nhưng bản thể của tỷ lại ở đây. Từ Chân gật đầu, đúng vậy. Lòng Diệp Quân như dậy sóng, người phụ nữ này chỉ e còn mạnh hơn so với hình dung của mình rồi. Từ Chân đột ngột chìa một cây lạp xưởng nướng cho Diệp Quân, nếm thử đi. Diệp Quân nhận lạp xưởng nướng, cắn một miếng rồi bình luận, cũng được. Một nụ cười sao động lòng người xuất hiện trên môi Từ Chân, đồ ăn ở hệ ngân hà này đều rất ngon, ăn bao nhiêu cũng không ngán. Diệp Quân cười bảo, đúng vậy. Nói xong, Diệp Quân lại định cắn một miếng, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại như thể vừa cảm nhận được điều gì khác thường. Nơi đó có một người đàn ông trung niên, ông ta mặc bộ đồ bằng vải thô màu xám cho, hơi thở hùng hồn, đôi mắt sắc bén, trên người tản ra một khí thế sắc bén. Người này tới, nhằm vào mình. Diệp Quân thoáng chau mày. Từ Chân cũng liếc nhìn người đàn ông trung niên nọ, nhưng không nói gì. Người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng, cậu chính là Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, phải. Người đàn ông trung niên quan sát hắn, nói, người của Vị Lai Tông chúng tôi là do cậu giết. Vị Lai Tông. Diệp Quân ngẩn ra, sau đó vội nói, tông chủ của Vị Lai Tông các ông là Ưng Thanh phải không? Hỗn xược. Người đàn ông trung niên gầm lên, sao cậu dám gọi thẳng tên họ sư tổ tôi? Cùng với tiếng quát lớn là một luồng khí thế cực mạnh tràn ra từ người ông ta, hùng hồn kinh người. Diệp Quân vội nói nhanh, tôi có quen sư tổ các ông, mau bảo bà ấy tới gặp tôi. Hỗn láo. Người đàn ông trung niên kia lại gầm lên, cậu là thứ gì? Dám bảo sư tổ tôi tới gặp cậu, thật là ngông cuồng. Nói xong, ông ta đánh ra một chưởng. Một chưởng này vừa đánh ra, chưởng ấn đáng sợ từ lòng bàn tay ông ta tràn ra, đánh bay tất cả, ập thẳng về phía Diệp Quân. Thấy thế, Diệp Quân nheo mắt, mẹ kiếp, lần này gặp phải một cao thủ chính hiệu rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn vội kéo Từ Chân ra phía sau, một tay chém kiếm về phía trước. Nhát kiếm này vận dụng huyền khí, nhưng kiếm ý vừa xuất hiện, một sức mạnh thần bí đã lập tức đè kiếm ý trở lại. Một tiếng động trầm đục vang lên, Diệp Quân và Từ Chân liên tiếp lùi lại mấy bước, quyền ấn nọ vẫn chưa biến mất, vẫn đang đè chặt lên kiếm của hắn. Đây là cường giả bậc tông sư. Lúc này, người đàn ông trung niên kia lại xông về phía trước, lao thẳng về phía Diệp Quân, tốc độ cực nhanh, kéo theo vô số hư ảnh. Diệp Quân cả kinh, vội vã quay đầu nhìn sang phía Từ Chân vẫn đang ăn xiên nướng, đi mau. Nói đoạn, hắn vội dấn bước lên trước, đâm ra một kiếm, nhát kiếm này chém ra, lại một luồng kiếm ý xuất hiện, nhưng cũng như lần trước, nó nhanh chóng bị chấn áp. Mẹ kiếp! Diệp Quân không nhịn nổi, buột miệng chửi thề, hắn thật sự không cần khôi phục tu vi, chỉ cần một chút kiếm ý là có thể xử lý vị tông sư trước mặt này, nhưng vấn đề là, kiếm ý cứ xuất hiện liền sẽ bị chấn áp ngay. Quá khốn kiếp! Diệp Quân đã tức đến sắp nổ phổi. Lúc này, quyền của người đàn ông trung niên kia đã đánh trúng kiếm của hắn. Rầm, kiếm rung lên kịch liệt, sức mạnh hùng hậu một lần nữa đẩy Diệp Quân lùi lại liên tiếp mấy bước. Diệp Quân còn chưa đứng vững, người kia lại vọt tới, tung một quyền thẳng vào đầu hắn, sức mạnh từ quyền đó xé nát không khí, sinh ra những tiếng nổ đáng sợ trong không trung. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, khi quyền của người nọ lao tới, hắn đột nhiên nghiêng người tránh đi, thành công thoát khỏi chiêu này. Cùng lúc đó, hắn chém mạnh một kiếm về phía eo ông ta. Người đàn ông trung niên siết chặt nắm tay, gầm lên, cương khí tiên thiên. Rầm. Kiếm của Diệp Quân bị luồng cương khí này ngăn trở, không chỉ có thế, phản lực cực lớn còn đẩy Diệp Quân tiếp tục lùi lại hơn chục thước. Nhưng ngay sau đó, thanh kiếm trong tay Diệp Quân chợt hóa thành một luồng kiếm quang, phi tới trước mặt người đàn ông trung niên. Phi kiếm, rầm. Nhưng kiếm này vẫn không cách nào đâm vỡ cương khí tiên thiên của ông ta.
Thất bại này là do kiếm của Diệp Quân không chỉ bị sức mạnh thần bí kia áp chế kiếm ý mà cả tốc độ, sức mạnh cũng bị ảnh hưởng. Trong tình thế hiện nay, kẻ địch của Diệp Quân không hẳn là người đàn ông trung niên kia, chính xác mà nói, hắn đang đấu với sức mạnh thần bí kia mới đúng. Lúc này, người kia đã quay lại, chém một chưởng cực mạnh về phía Diệp Quân và từ chân, phá thiên. Chưởng này tung ra, một chưởng ấn màu vàng kim ầm ầm kéo tới, lao về phía Diệp Quân và từ chân. Thấy thế, Diệp Quân lập tức biến sắc, từ chân nhắc nhở, hay là chạy đi. Chạy. Diệp Quân vội gật đầu, nghe tỉ. Nói xong, hắn vội kéo từ chân, quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Người đàn ông trung niên kia tung người lên không, đạp không trung đánh về phía Diệp Quân và từ chân một chưởng, trong chớp mắt, chưởng phong cực mạnh đã ập tới trước mặt hai người. Diệp Quân đẩy từ chân ra, sau đó dấn thân lên trước, lấy ngón tay làm kiếm, đâm ra. Trong cơ thể hắn, một luồng kiếm ý điên cuồng tràn ra, nhưng lại bị trấn áp trở về trong khoảnh khắc. Mẹ kiếp! Diệp Quân nhìn không nổi, buột miệng mắng chửi. Dầm! Diệp Quân bị đẩy lùi hơn chục thước, khi dừng lại, khóe miệng đã tràn máu tươi. Hậm hực muốn chết. Quả thật, thời điểm này, Diệp Quân tức lắm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, suýt thì buột miệng mắng to. Nhưng ngẫm lại, lý trí mách bảo, thôi bỏ đi. Hắn sợ bị hai người đó phối hợp đánh kép. Chợt nhớ ra một điều, Diệp Quân quay sang phía Từ Chân, tỷ còn chưa chạy đi. Từ Chân chớp chớp mắt, có cần giúp một tay không? Diệp Quân khiếp sợ, tỷ không bị trấn áp thực lực sao? Từ Chân không nói gì, chỉ nhanh nhẹn móc ra một khẩu súng, nhắm thẳng về phía vị tông sư kia, bóp cò. Diệp Quân cứng đờ cả người. Hình tượng của chân thần trong lòng hắn lại một lần nữa sụp đổ. Cởi ra, chơi súng. Diệp Quân không thể ngờ được, trong tình huống này, chân thần lại lôi ra một khẩu súng. Thế này không giống như những gì hắn nghĩ. Thấy chân thần bóp cò, người đàn ông trung niên phía xa vẫn bình thản như không, đáy mắt còn lóe lên đầy châm chọc, ông ta xòe tay, một luồng cương khí hiện ra trước mắt. Đoàng! Viên đạn bị luồng cương khí kia ngăn cản. Đến cấp bậc tông sư là có thể tu luyện ra, khí, vũ khí nóng bình thường không thể tạo thành nguy hiểm cho họ. Thấy dùng súng cũng không ích gì, từ chân chớp mắt, sau đó nhìn sang Diệp Quân, không có tác dụng rồi. Diệp Quân vội kéo tay cô ta, bỏ chạy. Người đàn ông trung niên định đuổi theo, nhưng ngay lúc này, bốn phía chợt có một luồng khí thế kéo tới. Hai bên đánh lâu như vậy, hẳn đã khiến Long Tổ của Yến Kinh chú ý. Người đàn ông trung niên trầm ngâm giây lát rồi quay đầu nhún người, hóa thành một chiếc bóng hư ảo, biến mất trong đêm tối. Mặc dù ông ta là một vị tông sư nhưng cũng không dám trực tiếp đối đầu với Long Tổ của Yến Kinh. Từ Chân kéo Diệp Quân chạy một quãng xa, cuối cùng, hai người vẫy một chiếc taxi. Từ Chân nói, đến khu dân cư Vân Hải. Xe khởi động, nhanh chóng biến mất trên đường phố. Trong xe, Diệp Quân quệt vết máu bên khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lòng hắn vô cùng hậm hực. Người cha này thật quá đáng. Chẳng lẽ ông ấy không sợ con trai mình bị người ta đánh chết à? Từ Chân đột nhiên hỏi, cậu không sao chứ? Diệp Quân liếc nhìn xuống ngực, nói có lẽ bị nội thương đôi chút. Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì, hắn bèn quay sang Từ Chân, thực sự tỷ không còn chút tu vi nào à? Từ Chân vội gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Diệp Quân chau mày, vậy tỷ làm thế nào để bảo vệ bản thân ở đây? Từ Chân nghiêm túc đáp, ta tuân thủ pháp luật. Khóe miệng Diệp Quân giật giật, tỷ tuân thủ pháp luật khi nào? Thấy Diệp Quân lộ vẻ không tin, Từ Chân nghiêm túc nói, thật đấy. Diệp Quân lắc đầu, tỷ xinh đẹp như vậy, ta không tin không có ai gây phiền phức cho tỷ. Từ Chân cười nói, ta có súng. Diệp Quân trầm mặc, quả thực, món đồ kia có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Từ Chân liếc nhìn Diệp Quân, con người đảo mấy vòng, chẳng biết đang nghĩ gì. Xe mau chóng tới khu Vân Hải. Từ Chân dẫn Diệp Quân tới một căn hộ. Sau khi vào nhà, một cảm giác thênh thang ập tới. Căn phòng này rất rộng, phải chừng vài trăm mét vuông, trang hoàng rất ấm áp. Diệp Quân ngạc nhiên, đây là chỗ ở của tỷ. Từ Chân gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, cô ta cởi giày, lại nhắc Diệp Quân, cậu có thể không cần bỏ giày.
Diệp Quân vẫn lịch sự cởi giày, đưa mắt quan sát xung quanh, bất chợt, ánh mắt hắn rơi vào chiếc bàn sách bên cửa sổ, trên bàn bày lộn xộn các loại bản thảo. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cất bước đi về phía bàn sách, Từ Chân thấy thế vội kêu lên, chờ chút. Cô ta vội bước nhanh tới chỗ bàn sách, gom sấp bản thảo cất đi rồi cười nói, hiện giờ chưa xem được, chưa viết xong. Diệp Quân cười cười, vậy thôi. Từ Chân bảo, cậu qua đây. Diệp Quân do dự một chút mới bước tới chỗ Từ Chân, cô ta chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi. Diệp Quân ngồi xuống, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Từ Chân lại bảo, cởi ra. Hả? Diệp Quân sửng sốt, mắt trợn tròn. Từ Chân lắc đầu cười cười, chọn một ngón tay vào trán của hắn, nghĩ linh tinh cái gì? Ta chỉ định giúp cậu chữa thương mà thôi. Nói đoạn, cô ta đi tới một góc, lấy hộp cứu thương. Diệp Quân xấu hổ đỏ mặt, không phải do đầu óc hắn không trong sáng mà mệnh lệnh, cởi ra của Từ Chân nghe thật sự rất mờ ám. Diệp Quân cởi áo, cánh tay và ngực hắn đều có mấy vết rách, đó là những vết thương khi trước. Từ Chân lấy một ít thuốc chữa thương, nhẹ nhàng thoa lên cho Diệp Quân, bởi hai người ngồi quá gần nhau, Diệp Quân có thể ngửi thấy hương thơm dịu dịu tỏa ra từ người Từ Chân. Diệp Quân do dự một giây rồi nói, hay để ta tự làm đi. Từ Chân liếc hắn một cái, cười bảo, đừng nghĩ nhiều, chữa thương mà thôi, không có gì. Diệp Quân giải thích, ta cũng không có nghĩ gì. Từ Chân gật đầu, và cũng đừng có động đậy nữa. Diệp Quân cười cười bất đắc dĩ, nếu còn tiếp tục từ chối thì sẽ giống như mình thực sự nghĩ nhiều vậy. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt tuyệt đẹp của Từ Chân ánh lên một màu ấm áp, cô ta đang cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc. Động tác nhẹ nhàng, thật khó tưởng tượng được vị trước mắt đây lại chính là chân thần, người từng đánh bại chủ nhân bút đại đạo, đồng thời trấn áp cả vũ trụ kiếp. Thời khắc này, chính Diệp Quân cũng phải hoài nghi, liệu có phải mình nhầm người rồi không? Bởi cô gái tên Từ Chân trước mắt này thực sự không có điểm nào giống chân thần. Từ Chân nhanh chóng bôi thuốc và băng bó vết thương cho Diệp Quân. Sau khi cất hộp cứu thương, cô ta vào bếp, Diệp Quân nghi hoặc nhìn theo. Lát sau đã thấy cô ta ôm theo một đống đồ đi ra, trong đó có cả mấy chai rượu đế. Diệp Quân hỏi, Từ Chân cô nương, cái này để làm gì? Từ Chân cười nói, chúng ta trò chuyện chút đi. Diệp Quân còn đang nghi hoặc, Từ Chân đã nói, lẽ nào cậu không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Diệp Quân nói ngay, quả thật là có. Từ Chân cười bảo, ta cũng có một việc muốn hỏi cậu. Nói đoạn, cô ta mở một chai rượu đế. Đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân do dự hỏi, uống như thế nào? Nếu còn tu vi, chớ nói uống rượu, ngay cả uống thuốc độc cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã bị phong ấn, uống thứ này thật sự có thể sai đó. Từ Chân cũng mở cho mình một chai, nhẹ nhàng cụng chai với Diệp Quân một cái, lần đầu gặp, làm một hơi trước đã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong. Cô ta hào sảng uống một hơi. Diệp Quân do dự giây lát rồi cũng nâng chai, uống một hớp. Không biết rượu này là rượu gì, độ rượu cực cao, vào miệng đã cảm thấy nóng ran, ban đầu Diệp Quân còn chưa thích ứng được. Từ Chân bảo, chẳng phải cậu có chuyện muốn hỏi ta đó sao? Cậu hỏi trước đi, xong rồi đến lượt ta. Diệp Quân gật đầu, tỷ thực sự là chân thần sao? Thấy Từ Chân hiền hòa như thế, hắn cũng thoải mái hơn. Từ Chân gật đầu, bọn họ cũng thường gọi ta là chân thần, nhưng ta không thích xưng hô này lắm. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Từ Chân cười bảo, bởi vì ta chưa bao giờ muốn làm thần, nhân gian tốt đẹp như thế, làm thần có gì thú vị đâu. Diệp Quân trầm mặc. Từ Chân mỉm cười, uống tiếp. Nói xong, cô ta lại cầm chai rượu lên, cụng một cái vào chai của Diệp Quân rồi uống vài hớp. Diệp Quân do dự giây lát rồi cũng dốc mấy hớp vào miệng, rượu này thật sự rất mạnh, uống vào, cảm giác nóng cháy chạy dọc từ họng xuống đến dạ dày. Lúc này, Từ Chân đột nhiên hỏi, ở chân vũ trụ, danh tiếng của ta có phải rất tệ không? Diệp Quân lắc đầu, danh tiếng của tỷ ở chân vũ trụ rất tốt, nhưng ở nơi khác thì rất tệ. Từ Chân chớp mắt, tệ cỡ nào? Diệp Quân trầm giọng, tóm lại là rất xấu xa. Từ Chân cười cười. Giơ chai rượu trong tay, nào, cạn ly.
Diệp Quân chần chừ giây lát rồi cũng cầm chai rượu chạm vào chai của Từ Chân một cái, hai người cạn sạch. Xong một chai rượu, Từ Chân lại mở cho Diệp Quân một chai khác, Diệp Quân vội cản lại, uống nhiều quá rồi. Từ Chân cười bảo, không việc gì, ở đây không có người xấu. Diệp Quân đang định nói gì thì Từ Chân đã giục cạn ly. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Hồi lâu sau, hắn cảm thấy đầu mình dường như choáng váng, không còn tỉnh táo. Từ Chân lại bảo, cậu không còn muốn hỏi thêm vấn đề gì à? Diệp Quân nói ngay, có. Từ Chân cười nói, hỏi đi. Diệp Quân hỏi, vũ trụ kiếp khủng bố cỡ nào? Vũ trụ kiếp? Từ Chân mỉm cười, tóm lại là, nó có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ mà cậu đã biết. Sắc mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, tỷ có thể tiếp tục trấn áp chứ? Từ Chân cười cười, bảo cạn ly. Diệp Quân lại uống thêm vài hơi, Diệp Quân bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Chân như vừa sực nhớ tới điều gì, sao tỷ vẫn tỉnh táo thế? Từ Chân chớp chớp mắt, sau đó nhún người, nghiêng đầu, tựa ngay lên vai Diệp Quân, ôi chao, sao đầu ta choáng váng thế nhỉ? Diệp Quân đã tê dần cả người. Một lúc sau, Diệp Quân lại hỏi, vũ trụ kiếp chỉ có thể bị trấn áp chứ không thể bị hủy diệt à? Từ Chân khẽ lắc đầu, không thể. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Từ Chân cười nói, vũ trụ kiếp xuất hiện vì chúng sinh, hủy diệt nó chẳng khác nào hủy diệt chúng sinh. Kiếp này, vừa là nhân kiếp, cũng là đạo kiếp, chỉ có thể trấn áp, không thể hủy diệt. Diệp Quân trầm giọng hỏi, thực sự không còn biện pháp nào khác sao? Từ Chân nói, thật lâu trước đây, vào thời đại văn minh vĩnh sinh, thời đại đó có thể cứu vãn tình thế một chút. Diệp Quân vội vàng hỏi, nếu ở thời đại đó thì nên cứu như thế nào? Từ Chân cười bảo, như ngôi sao màu xanh này này. Diệp Quân nhăn mày, giống như ngôi sao màu xanh này. Từ Chân gật đầu, tuổi thọ không quá trăm, chúng sinh không tu hành, để vũ trụ được nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí, chừng trăm triệu năm sau, vũ trụ sẽ có được thay đổi hoàn toàn, vũ trụ kiếp tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Diệp Quân trầm giọng hỏi, hiện tại không được sao? Từ Chân lắc đầu, không còn kịp rồi, bởi vì ta đã trấn áp nó vô số lần. Mỗi lần trấn áp, sức mạnh của nó lại sẽ tăng lên rất nhiều. Trải qua vô số lần bị ta trấn áp, hiện giờ, sức mạnh của nó đã đạt tới một mức độ mà chính ta cũng tính không ra. Diệp Quân im lặng. Từ Chân lại đột nhiên nói, cạn ly nào. Lúc này, Diệp Quân cũng đã ngấm men rượu, nghe thấy khẩu lệnh cạn ly liền cầm chai rượu lên làm một hơi. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, không biết từ bao giờ, Diệp Quân đã uống say đến độ đờ đẫn đầu óc. Hắn cảm thấy người lâng lâng như sắp bay lên. Từ Chân vẫn không ngừng dục hắn cạn ly. Sau chừng nửa giờ, Diệp Quân đã nằm gục ra sàn, nhìn chai rượu Từ Chân đưa tới, hắn xua tay rối rít, không được, uống, không nổi nữa. Từ Chân chớp mắt, say rồi. Diệp Quân mơ hồ đáp, hình như hơi say. Khóe miệng Từ Chân hơi nhếch lên, vừa rồi toàn là cậu hỏi ta còn chưa hỏi cậu đâu. Diệp Quân cảm thấy đầu mình đã nặng trịch, bèn nói, để mai hỏi đi. Từ Chân vội bảo, không được, ta muốn hỏi ngay bây giờ. Diệp Quân bất đắc dĩ nói, vậy tỷ hỏi đi. Từ Chân lập tức lấy giấy bút trên bàn, ghé sát vào Diệp Quân, nhắc ta hỏi đó nha. Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân chớp chớp mắt, ta muốn hỏi cậu, khi cậu với tiểu thụ làm loại chuyện thân mật đó, thì có cảm giác thế nào? Với cả. Dùng tư thế nào, nói tường tận ra coi. Diệp Quân chợt mở bừng mắt. Trong tích tắc, men say trong hắn tiêu tan quá nửa. Cái quỷ gì cơ? Cái quỷ gì cơ? Nghe Từ Chân nói thế, Diệp Quân ngây người ra, đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Nhìn vẻ mặt đầy khiếp sợ của Diệp Quân, Từ Chân chớp chớp mắt, nhẹ đặt tay phải lên ngực hắn, tiếp đó, cô ta đẩy ngã hắn, dịu dàng nói, đừng xấu hổ, ta không có ý gì khác. Chỉ muốn làm một cuộc phỏng vấn đơn thuần, cậu có thể coi ta là từ thụ cũng được. Diệp Quân cứng đờ cả mặt, còn có thể chơi như vậy sao? Thấy Diệp Quân có vẻ đề phòng, Từ Chân quyết định đổi đề tài, cậu quen biết từ thụ như thế nào? Bát Huyền. Diệp Quân liếc nhìn Từ Chân, âm thầm thở dài một hơi, vấn đề này coi như còn bình thường. Từ Chân thúc giục, nói mau nào. Diệp Quân gật đầu, nghĩ tới Bát Huyền.
trên môi hắn vô thức nở một nụ cười, ở một thôn nhỏ. Diệp Quân thong thả kể ra cho Từ Chân nghe câu chuyện của mình và Bát Huyền, khi nhắc tới suối nước nóng ở chân thần giới, đáy mắt Từ Chân như vụt sáng, khiến Diệp Quân lại do dự. Thấy thế, Từ Chân vội vàng hỏi, khi đó Từ Thụ chủ động à? Diệp Quân do dự giây lát rồi gật đầu. Đúng là Từ Thụ chủ động thật. Từ Chân thì thào, tiểu thụ háo sắc ghê. Từ Thụ. Lúc này, đầu óc Diệp Quân đã nặng trĩu, chỉ muốn nằm vật ra ngủ. Từ Chân vội hỏi, quá trình như thế nào? Quá trình khi đó như thế nào? Diệp Quân chỉ lắc đầu theo bản năng, không dành cho thiếu nhi. Hồ đồ. Từ Chân dường như rất nôn nóng, ta có phải thiếu nhi đâu, nói mau nào. Diệp Quân lại lắc đầu, cái loại cảm giác này, không thể miêu tả thành lời. Từ Chân nhíu mày, không thể tả thành lời. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, cần chính mình tự cảm thụ mới được. Lúc này, hắn đã hoàn toàn sai túy lý, nếu không, chắc chắn hắn sẽ không nói những lời kiểu đó với Từ Chân đâu. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh một giấc. Thấy Diệp Quân sắp ngủ mất, Từ Chân vội vã lay hắn, cậu chớ có ngủ vội, mau nói lại quá trình cậu với tiểu thụ. Diệp Quân bất đắc dĩ bảo, những chuyện phòng the riêng tư sao có thể nói ra. Từ Chân nghiêm túc bảo, cậu có thể coi ta là tiểu thụ. Diệp Quân trợn trắng mắt, đầu gục qua một bên, chuẩn bị ngủ tại chỗ. Từ Chân vội vàng chỉnh đầu hắn ngay ngắn lại, nói xong ta sẽ để cậu ngủ. Diệp Quân bắt đầu tức giận, đột ngột lật người, đè Từ Chân xuống dưới, tỉ thử cảm thụ một chút là biết liền. Nói đoạn, không để Từ Chân có thời gian phản ứng lại, hắn đã áp môi xuống. Cưỡng hôn. Từ Chân trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt ga giường. Cảm thụ được đôi môi trơn mềm ấm áp của Từ Chân, đáy lòng Diệp Quân chợt phừng cháy lên một ngọn lửa vô danh, thoáng chốc đã thiêu đốt khắp người. Thú huyết sôi trào. Lửa dục thiêu thân. Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng không một tiếng động. Diệp Quân bắt đầu được nước lấn tới, chậm rãi cạy môi răng Từ Chân ra, tiến quân vào trong, khi hai vật non mềm. Nằm dưới thân Diệp Quân, Từ Chân chăm chú nhìn hắn, ánh mắt từ ngạc nhiên biến thành lạnh lẽo, tay phải chậm rãi nắm chặt. Ngay sau đó, căn phòng chợt trở nên hư ảo. Đúng lúc này, Diệp Quân lại chậm rãi mở mắt, khi thấy người nằm dưới mình là Từ Chân, đầu óc hắn như trống rỗng, giây lát sau, hắn nhảy bắn ra, sắc mặt kinh ngạc như không thể tin nổi. Mẹ nó! Mình vừa làm gì vậy? Từ Chân nhìn Diệp Quân, không nói một lời, ánh mắt rất bình thản. Diệp Quân vội chạy vào trong nhà tắm, mở vòi nước. Khi dòng nước lạnh băng tưới lên đầu, loại cảm giác buốt giá kích thích não bộ, khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Mình vừa làm gì? Diệp Quân không sao tin nổi. Uống say là ra chuyện. Hồi lâu sau, Diệp Quân mới quay ra, Từ Chân còn nằm trên giường, không nói một lời. Diệp Quân trần chờ giây lát mới bước lại gần giường, Chân tỷ. Chân tỷ. Từ Chân vẫn không nói gì. Diệp Quân thận trọng liếc nhìn Từ Chân, thấy sắc mặt cô ta vẫn bình thản như trước, không hề có chút tức giận, song điều đó càng khiến hắn căng thẳng đến luống cuống. Lúc này, Từ Chân đột nhiên cất lời, nằm xuống đi. Diệp Quân do dự giây lát rồi nằm xuống sàn. Từ Chân lại bảo, nằm lên giường. Diệp Quân chỉ im lặng không nói. Từ Chân bình thản bảo, chẳng phải vừa rồi to gan lắm sao? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, nằm vật xuống giường, tỷ còn không sợ, ta đây sợ cái gì? Lần này hắn cũng bất chấp. Từ Chân chậm rãi nhắm mắt, ngủ đi. Ngủ. Diệp Quân nhìn sang Từ Chân, sau đó chậm chậm nhắm mắt, nhưng lúc này, cơn buồn ngủ trong hắn đã bay sạch. Lát sau, Diệp Quân đột nhiên gọi, Chân tỷ. Nhưng Từ Chân không đáp. Diệp Quân lại nói, tỷ đừng giận, ta nói lại tường tận cho tỷ nghe. Từ Chân chậm rãi mở mắt, hứng thú nổi lên, nói đi. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Từ Chân thúc giục, nói mau đi. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể. Từ Chân vội vã lôi giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu ghi chép lại, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi. Có một vài câu hỏi thực sự quá mức riêng tư, Diệp Quân nghe cũng thấy xấu hổ. Nhưng Từ Chân lại rất bình tĩnh, thái độ của cô ta cho Diệp Quân cảm giác. Người này thật sự chỉ đang làm nghiên cứu, không hề có một chút suy nghĩ dâm tà nào. Vào lúc này,
quan hệ giữa hai người như được gắn kết hơn trước, Từ Chân còn xích lại gần bên hắn, gần như nằm lên người hắn. Diệp Quân hơi nhích người sang bên kia theo bản năng, nhưng Từ Chân đã nhìn hắn, đầu óc đừng có nghĩ linh tinh, thuần khiết chút đi. Diệp Quân không biết phải nói gì, tỷ ghé sát người ta như thế, ta phải thuần khiết thế nào? Trong vẻ mặt của Diệp Quân, Từ Chân cười bảo, sao hả? Diệp Quân nghiêm túc nói, Chân tỷ, ta là một người đàn ông bình thường. Từ Chân nói, ta biết, thì sao? Diệp Quân nhìn cô ta, tỷ rất đẹp. Từ Chân chớp chớp mắt, rồi sao nữa? Diệp Quân do dự giây lát rồi nói, hay là, cứ để ta xuống đất ngủ đi. Từ Chân lắc đầu, tư tưởng của cậu không thuần khiết nhé. Diệp Quân, thời gian không còn nhiều nữa. Từ Chân lại nói, trong lịch sử của ngôi sao này có một người tên là Liễu Hạ Huệ, người ta có thể bình thản không hề có tạp niệm khi người đẹp ngồi trong lòng, sao cậu lại không làm được chứ? Diệp Quân bình tĩnh đáp, có lẽ không phải do ông ta kiềm chế tốt nên người đẹp ngồi trong lòng vẫn không có phản ứng gì, nguyên nhân có khi là bản thân ông ta có vấn đề thì sao? Từ Chân nháy nháy mắt, liệt dương. Diệp Quân. Từ Chân hì hì cười, không trêu cậu nữa. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi, cậu vừa nói, cậu với tiểu thụ ở suối nước nóng làm một lần, sau đó muội ấy đã mang thai, đúng không? Diệp Quân cảm thấy đầu bắt đầu đau, đổi đề tài được không? Trò chuyện về cái gì thuần khiết chút. Từ Chân lắc đầu, không muốn. Diệp Quân không biết phải nói gì. Từ Chân lại hỏi, cậu thích tiểu thụ chứ? Diệp Quân gật đầu, thích. Từ Chân tiếp tục hỏi, tiểu kính thì sao? Diệp Quân gật đầu, cũng thích. Từ Chân hỏi tiếp, còn tiểu nhu? Diệp Quân trầm mặc. Từ Chân ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, hắn bèn cười gượng, ta với Từ Nhu cô nương không phải mối quan hệ kiểu đó. Từ Chân bảo, nhưng chẳng phải khi đó tiểu nhu thích cậu sao? Diệp Quân lắc đầu, không phải. Từ Chân liếc nhìn Diệp Quân một cái, không nói gì. Diệp Quân đột nhiên bảo, Chân tỷ, nếu ta cưới cả tiểu kính lẫn tiểu thụ, tỷ, không phản đối chứ? Từ Chân cười bảo, phản đối làm gì? Chỉ cần hai muội ấy thích cậu là được. Diệp Quân yên tâm rồi, Chân tỷ, tỷ thật tốt. Hắn biết rõ địa vị của Từ Chân trong lòng Từ Kính và Bát Huyền cao thế nào, nếu như cô ta thực sự phản đối, chỉ e sẽ rất phiền toái. Từ Chân chỉ cười cười. Chợt nhớ tới điều gì, Diệp Quân lại hỏi, Chân tỷ, tỷ có biết Từ Thụ với Từ Nhu đang ở đâu không? Từ Chân đáp, ở học viện Ngân Hà. Diệp Quân nhíu mày, học viện Ngân Hà à? Từ Chân gật đầu. Diệp Quân hỏi, tỷ gặp họ chưa? Từ Chân bảo, ta đã gặp hai muội ấy, nhưng họ không biết ta đang ở đâu. Nếu cậu gặp họ, chớ nói cho họ biết ta đang ở đây nhé. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Từ Chân chỉ khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm. Diệp Quân nhìn Từ Chân, quả thật, Từ Chân vô cùng xinh đẹp, gương mặt hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết gì, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, Từ Chân đột ngột nhìn lại Diệp Quân, hỏi, nhìn cái gì thế? Diệp Quân thốt lên một câu từ đáy lòng, Chân tỷ, tỷ thật đẹp. Từ Chân cười hỏi, ta với tiểu thụ và tiểu kính, ai đẹp hơn? Diệp Quân đáp, hai người họ và tỷ đẹp ngang nhau. Từ Chân lắc đầu cười cười, thật là dẻo mép, thôi ngủ đi. Diệp Quân do dự một chút rồi nói, để ta xuống dưới sàn ngủ. Từ Chân bảo, cậu không thể trong sáng một chút sao? Diệp Quân im lặng, thầm nhủ, tư tưởng của ta rất trong sáng, nhưng thân thể ta không quá trong sáng. Đặc biệt là cái huyết mạch phong ma này, nó là thứ không trong sáng nhất, là khởi nguồn của mọi dục vọng. Huyết mạch phong ma. Từ Chân bảo, mau ngủ đi, đừng nên nghĩ nhiều. Diệp Quân gật đầu, thôi được. Nói đoạn, hắn nhắm mắt lại. Lăn lộn suốt buổi tối, hiện tại quả thực hắn cũng đã khá buồn ngủ. Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Diệp Quân chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn hơi choáng váng, lại chợt cảm nhận trong lòng mình dường như có thứ gì, bèn vội cúi đầu nhìn. Vừa thấy rõ, vật lạ, trong lòng, hắn liền ngây ra. Từ Chân đang ngủ ngon lành trong lòng hắn. Diệp Quân bối rối. Người này sao lại ngủ trong lòng mình nhỉ? Cũng vào lúc này, Từ Chân thoáng động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt. Diệp Quân vội nhắm chặt mắt lại, vờ ngủ. Khi nhận ra mình nằm trong lòng Diệp Quân,
Từ Chân hơi chau mày, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Quân một cái, sau đó chậm rãi tách ra, ngồi dậy, xuống giường vươn vai rồi vào bếp bắt đầu bận rộn. Trên giường, Diệp Quân thở nhẹ ra một hơi. Tối qua mình không làm gì bậy bạ đâu nhỉ? Diệp Quân vội vã kéo chăn ra, thấy quần vẫn còn ở đó bèn thở phào. Đúng lúc này, Từ Chân bước tới, tay bưng hai bát mì, đặt lên bàn ăn, dậy đi thôi. Diệp Quân biết không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa. Hắn ngồi dậy, xuống giường đi tới ghế đối diện với Từ Chân, ngồi xuống, mì tỉ nấu à? Từ Chân gật đầu, cười bảo, đúng vậy. Diệp Quân không khách sáo, kéo bát lại gần, bắt đầu ăn. Từ Chân liếc nhìn Diệp Quân, nói, ngủ ngon không? Diệp Quân gật đầu, cũng được, nhưng hiện giờ đầu vẫn hơi đau, có lẽ do tối qua uống nhiều rượu quá. Từ Chân đột nhiên đứng lên, đi đâu đó, lát sau, khi quay lại, cô ta cầm theo một hộp sữa tươi. Cô ta đặt hộp sữa trước mặt Diệp Quân, uống cái này đi, sẽ thấy thoải mái hơn đó. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn Chân tỷ. Từ Chân chỉ lặng lẽ mỉm cười. Diệp Quân ăn xong bát mì, chào từ biệt, Chân tỷ, ta phải đi rồi. Từ Chân gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn cô ta, còn tỷ. Từ Chân chỉ về phía bản sách, ta muốn viết bản thảo. Diệp Quân do dự giây lát rồi nói, Chân tỷ, tuy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng ta có cảm giác tỷ đối với ta, tóm lại chính là cảm giác như người thân vậy. Từ Chân mỉm cười, cậu là người đàn ông của Tiểu Thụ và Tiểu Kính, cũng coi như là người nhà. Diệp Quân hỏi, chỉ bởi vì thế. Từ Chân gật đầu, trong vũ trụ này, có thể gọi ta là tỷ, trừ ba muội ấy thì chỉ còn mình cậu. Diệp Quân cười nói, lần sau ta có thể tới tìm tỷ không? Từ Chân gật đầu, lúc nào tới cũng được. Nói đoạn, cô ta lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân vội nhận lấy, Chân tỷ, ta phải đi đây. Nói đoạn, hắn đứng dậy đi ra cửa. Từ Chân đột ngột nói với theo, nhớ kỹ, không được nói cho các muội ấy biết ta đang ở đây. Diệp Quân chần chừ giây lát rồi gật đầu, được. Sau đó, hắn quay đầu đi khỏi đó. Diệp Quân đi rồi, Từ Chân thu dọn bàn ăn, trở về ngồi trước bàn sách, cầm bút viết ra ba chữ thật to cuốn cuối cùng. Viết xong, cô ta lại dừng bút, rồi mới viết thêm hai chữ, Diệp Quân. Từ Chân đặt bút xuống, quay đầu nhìn lên trời cao. Lát sau, cô ta khẽ nói, thời gian không còn nhiều nữa. Ra khỏi tiểu khu Vân Hải, Diệp Quân vừa đi đường vừa hồi tưởng chuyện tối qua, không khỏi lắc đầu cười. Vị Chân tỷ này thật đúng là khiến người ta bất ngờ. Cũng may, đó là một người khá thoải mái, chỉ có điều, thích làm bậy quá. Nửa giờ sau, Diệp Quân đi tới cao ốc Hiên Viên. Sau khi trở về phòng, Diệp Quân phát hiện, Tô Tử đã rời khỏi đây. Hắn biết, Tô Tử đã quay về công ty của nhà họ Tô ở Yến Kinh. Bên đó vừa ký hợp đồng với nhà họ Cố, song phương có rất nhiều chuyện cần làm. Lúc này, Hiên Viên Lăng đang đi đến. Diệp Quân nói ngay, Lăng cô nương, tôi cần cô giúp một chuyện. Hiên Viên Lăng bảo, anh nói đi. Diệp Quân nói, tôi muốn đến học viện Ngân Hà. Hiên Viên Lăng hỏi, tới làm học viên. Diệp Quân lắc đầu, làm học viên thì có hơi lãng phí. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, mắt chớp chớp, không nói lời nào. Diệp Quân cười bảo, cô cho rằng tôi đang khoác lác. Hiên Viên Lăng lắc đầu, anh Diệp hiểu lầm, thực lực của anh ra sao, tôi biết, với thực lực đó, anh hoàn toàn có thể vào làm giáo viên trong học viện. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu khó quá thì làm học viên cũng được. Hắn cũng chẳng còn cách nào, nơi này không có ai biết hắn là ai. Hiên Viên Lăng nói, anh Diệp, xin chờ một chút. Nói đoạn, cô ấy đi tới một bên, gọi điện thoại đi. Một lúc sau, Hiên Viên Lăng quay sang phía Diệp Quân, chúng ta tới học viện Ngân Hà gặp một người, chỉ cần người đó gật đầu thì anh có thể trở thành giáo viên trong học viện. Diệp Quân gật đầu, được. Hiên Viên Lăng nói, đi thôi. Hai người xuống tầng trệt, Hiên Viên Lăng đích thân lái xe. Trên xe, Hiên Viên Lăng hỏi, anh Diệp. Anh muốn tới học viện Ngân Hà cũng là để tìm người à? Diệp Quân gật đầu. Hôm qua, trong cuộc trò chuyện với Từ Chân, hắn mới biết, Từ Thụ và Từ Nhu đều đang ở học viện Ngân Hà, nhưng hắn không biết hai người đó ở học viện Ngân Hà làm gì. Để học tập. Diệp Quân khẽ lắc đầu,
có lẽ chỉ đơn thuần là tới thể nghiệm cuộc sống. Hiên Viên Lăng dường như lại nghĩ đến điều gì, cô ấy trầm giọng, anh Diệp, chúng tôi vừa nhận được một tin, hình như người của vị Lai Tông đang nhắm vào anh, hiện đã cho người đi tìm hiểu tung tích của anh khắp nơi. Vị Lai Tông à? Diệp Quân thoáng cau mày, sau đó kể lại chuyện đêm qua bị tập kích cho Hiên Viên Lăng nghe. Nghe Diệp Quân nói xong, Hiên Viên Lăng nặng nề bảo, là một tông sư. Tông sư. Diệp Quân khẽ gật đầu, hiện hắn đã có lý giải đại khái về nền văn minh võ đạo của ngôi sao màu xanh này. Với thực lực hiện nay của hắn, đối đầu với một vị tông sư vẫn sẽ gặp chút khó khăn, đương nhiên, đó là khi bị sức mạnh thần bí nọ trấn áp thôi, nếu không, 100 triệu vị tông sư cũng chẳng đủ lọt vào mắt hắn. Nhưng vào lúc này, hắn biết, mình cần nghiêm túc đánh giá loại cường giả cấp bậc tông sư này. Làm người, cần thiết phải nhìn nhận rõ bản thân. Hiện nay, tu vi của hắn đã bị phong ấn, chỉ còn là một tên nhóc, tuyệt đối không được mang lòng khinh thường đối phương. Hiên Viên Lăng nói, anh Diệp, vị Lai Tông này không đơn giản đâu, đặc biệt là vị tổ sư Ưng Thanh của họ, vị này cũng có lai lịch không nhỏ, nghe nói, năm xưa từng làm đến phó các chủ ở tiên bảo các của vũ trụ quan huyên, quyền lực cực lớn. Diệp Quân trầm mặc, sắc mặt khó coi. Hiên Viên Lăng tiếp tục nói, anh Diệp, anh từ bên ngoài tới. Hẳn cũng có nghe nói đến tiên bảo các chứ. Diệp Quân gật đầu, có nghe. Hiên Viên Lăng khẽ gật gù, nghe đồn, ngay cả thư viện quan huyên cũng phải nể mặt tiên bảo các, vị phó các chủ Ưng Thanh này hẳn phải có quyền thế cực lớn. Tuy hiện giờ bà ấy đã nghỉ hưu, về hệ ngân hà, nhưng người như thế vẫn là vô cùng đáng sợ. Diệp Quân im lặng lắng nghe. Hiên Viên Lăng thoáng liếc nhìn Diệp Quân, đang định nói tiếp, Diệp Quân lại đột nhiên lên tiếng. Nhà họ Hiên Viên có thể liên lạc được với Ưng Thanh không? Hiên Viên Lăng lắc đầu, không thể, chúng tôi không thân quen với vị Lai Tông. Diệp Quân chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Hiên Viên Lăng do dự giây lát rồi nói, anh Diệp, tôi phái một tông sư đi theo anh nhé. Diệp Quân quay đầu nhìn Hiên Viên Lăng, cô làm vậy là đối địch với vị Lai Tông, không sợ sao? Hiên Viên Lăng cười nói, không sợ. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Hiên Viên Lăng chần chờ giây lát mới nói, anh Diệp, tôi nói thật, nhưng anh chớ có tức giận nhé. Diệp Quân gật đầu, cô nói đi. Hiên Viên Lăng cười bảo, không biết vì sao, tôi cảm thấy anh là một người rất lợi hại, chỉ vì một vài nguyên do đặc thù nào đó mới rơi vào tình cảnh hiện giờ, vì thế, tôi muốn nhân cơ hội này giúp anh đôi chút. Nếu không tranh thủ lúc này, về sau tôi có muốn giúp cũng không có năng lực giúp được. Diệp Quân không nói gì. Hiên Viên Lăng lại nói, tôi giúp đỡ anh đều là có mục đích, anh không giận chứ? Diệp Quân lắc đầu cười, sao lại tức giận? Hắn không hề nói dối, tự đáy lòng hắn quả thật không tức giận, thế giới này vốn không có thứ tình cảm nào không duyên không cớ, người ta giúp mình luôn có mục đích, đây là điều bình thường, cũng là hiện thực nên thế. Nghe Diệp Quân nói thế, Hiên Viên Lăng mỉm cười, không giận thì tốt rồi, cho nên tôi mới nói với anh. Bởi vì tôi biết, anh Diệp đây là một người thẳng tính, cũng là một người vô cùng thông minh, những tính toán nhỏ nhặt của tôi không thể qua mắt được anh, vậy nên tốt hơn hết là nói thẳng với anh. Diệp Quân cười bảo, Lăng cô nương, từ lúc ở thành phố Bạch Vân đến nay, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, lòng tôi vẫn luôn ghi nhớ. Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, tôi giúp anh những việc đó đều chỉ là việc nhỏ, nhưng hai quyển công pháp anh tặng tôi lại là những thứ vô giá. So sánh với đó, những việc tôi giúp anh thật không đủ để đền đáp. Diệp Quân nói, Lăng cô nương, vì sao cô lại cảm thấy tôi lợi hại hơn vị Lai Tông? Hiên Viên Lăng chỉ cười cười, trực giác mách bảo. Trực giác? Diệp Quân sảng khoái cười lớn. Hiên Viên Lăng nói, tôi sẽ nhờ người lớn trong nhà tới đây, bảo họ âm thầm đi theo anh. Diệp Quân lắc đầu, không cần đâu. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười bảo, không sao đâu. Hiên Viên Lăng do dự giây lát rồi nói, vậy nghe theo anh, nếu anh cần gì, cứ nói tôi biết. Diệp Quân gật đầu, được. Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới Học viện Ngân Hà. Học viện Ngân Hà không chỉ là học viện tốt nhất toàn bộ Yến Kinh mà còn là học viện tốt nhất Hoa Hạ, bởi vì nó là do Ngân Hà Tông đầu tư thành lập, giáo viên trong đó đều là những cá nhân xuất sắc nhất hệ Ngân Hà. Không chỉ có thế, chỉ cần bạn có thể thi đỗ vào Học viện Ngân Hà, học phí và các loại chi phí liên quan đều được miễn. Ở nơi này,
bạn không chỉ được học các loại tri thức mà bình thường không thể tiếp xúc đến, bạn còn có thể học tập thuật cổ võ trong truyền thuyết. Quan trọng nhất là, muốn rời khỏi ngôi sao màu xanh này, ra bên ngoài xem thế nào, thì chỉ có một cách là thông qua học viện Ngân Hà. Khi tới cửa học viện Ngân Hà, Diệp Quân hơi bất ngờ, vì hắn phát hiện, lối kiến trúc của học viện Ngân Hà này không phải lối hiện đại hóa mà cùng loại với lối kiến trúc ở vũ trụ Quan Huyên, có từng đại điện rộng lớn, trong đó còn có những tòa tháp cao. Hiện đang là thời gian đăng ký nhập học của học viện Ngân Hà, bởi vậy, ngoài cổng có khá nhiều học viên qua lại, nam nữ đều có, trên mặt mang theo nụ cười tươi sáng. Có thể thi đỗ vào đây là một chuyện rạng danh tổ tông đối với họ. Lúc này, Hiên Viên Lăng bước ra một góc, lấy điện thoại gọi đi. Lát sau, có một ông lão mặc trường bào đi ra, người này tóc đã trắng xóa, trông không được khỏe khoắn lắm. Hiên Viên Lăng vội tiến đến, hơi cúi chào Cố lão. Cố lão hơi gật đầu, nhìn về phía Diệp Quân, đây là người cô đề cử. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng vậy. Cố lão nhìn Diệp Quân, có năng lực gì? Diệp Quân nói, từng đọc khá nhiều sách, biết dùng kiếm, am hiểu đánh nhau. Cố lão nheo mắt, biết dùng kiếm. Diệp Quân gật đầu. Cố lão nói, đi theo tôi. Nói đoạn, ông ta dẫn Diệp Quân cùng Hiên Viên Lăng tiến vào học viện, chốc lát sau, ba người tới một đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ có một cô gái đang ngồi xếp bằng. Cô gái kia xinh đẹp tuyệt trần, tóc buộc đuôi ngựa, trên đầu gối đặt một thanh kiếm. Cố lão nhìn về phía Diệp Quân, song song là học viên xuất sắc nhất kiếm đạo viện của chúng tôi, nếu cậu có thể đánh bại cô ấy, tôi sẽ đề cử cậu làm giáo viên của kiếm đạo viện. Diệp Quân nhìn về phía cô gái kia, gật đầu, được. Lúc này, cô gái tên song song kia đã chậm rãi mở mắt, cầm kiếm đi tới trước mặt Diệp Quân, đi chọn một thanh kiếm đi. Diệp Quân lắc đầu, không cần. Song song nheo mắt, chắc chứ. Diệp Quân gật đầu. Hai tay song song đột nhiên rút kiếm chém xuống, động tác mau lẹ như chớp. Là cường giả cấp 8. Kiếm chém ra, không khí quanh đó nổ lép bép. Lúc này, Diệp Quân hơi nghiêng người, dễ dàng né được một kiếm khủng bố này. Song song chém hụt một kiếm vào khoảng không, lại định chém ra kiếm thứ hai, nhưng bấy giờ, Diệp Quân đột nhiên xông tới. Một ngón tay chạm vào giữa hai chân mày song song. Ý thức chiến đấu. Cận chiến, Diệp Quân hắn là vô địch. Một chiêu hàng phục đối thủ. Cố lão sửng sốt cả người. Hai mắt song song trợn to như không thể tin nổi. Diệp Quân thu tay về, lại một lần nữa. Song song đột nhiên đâm một kiếm về phía Diệp Quân, kiếm chỉ ngay giữa chân mày, một kiếm này nhanh hơn trước, thêm nữa, lần này còn mang theo sát ý. Khi kiếm của song song chỉ còn cách Diệp Quân chừng một tấc, hắn giơ hai ngón tay kẹp chặt. Là tay của Diệp Quân. Diệp Quân vận sức vào ngón tay. Rầm. Một luồng sức mạnh theo kiếm chấn tới tay song song, một cơn đau buốt ập đến, song song vội buông lỏng tay. Lúc này, Diệp Quân lại chạm nhẹ một ngón vào thân kiếm, kiếm liền đảo ngược, hóa thành một luồng kiếm quang, chỉ thẳng giữa mày song song. Lần thứ hai, bại. Song song nhìn Diệp Quân, tôi thua. Diệp Quân gật đầu, ý niệm thay đổi, kiếm chậm rãi rơi xuống trước mặt song song. Hắn quay lại nhìn cố lão hỏi hắn, kiếm đạo của các hạ bậc mấy? Bậc mấy? Diệp Quân nhìn sang phía Hiên Viên Lăng vội đáp, bậc tông sư. Tông sư? Cố lão lập tức khiếp sợ, vội nói, nếu đã thế, tất nhiên là có tư cách làm giáo viên, tôi sẽ đề cử. Nói xong, ông ta quay đầu đi khỏi đó. Diệp Quân cười cười, nhìn Hiên Viên Lăng, Lăng cô nương, cảm ơn cô. Hiên Viên Lăng lắc đầu, đều nhờ thực lực của anh, nếu không, dù tôi có cật lực giới thiệu thì cũng không ích gì. Diệp Quân đang định nói gì, song song đứng bên đột nhiên hỏi, anh thật sự là tông sư sao? Diệp Quân cười đáp, cũng coi là vậy. Song song nhìn Diệp Quân, nghe đồn, tông sư kiếm đạo có kiếm ý của mình. Vì sao anh không có kiếm ý? Diệp Quân cười nói, không muốn dùng. Song song chau mày. Diệp Quân quay sang phía Hiên Viên Lăng, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi. Hiên Viên Lăng gật đầu, được. Hai người rời khỏi đài tỷ võ, đi ra ngoài, Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, phải công nhận rằng phong cảnh của học viện Ngân Hà này thật đẹp, bốn phía quang đãng, đều được xanh hóa, trên thảm cỏ có nhiều học viên đang đọc sách hoặc tĩnh tọa. Trường học.
Diệp Quân chợt nở nụ cười nhẹ, như thế này mới gọi là học viện, thư viện Quan Huyên tuy cũng gọi là thư viện nhưng tất cả học sinh đều luôn liều mạng tu luyện, vẫn thiếu một chút sinh khí. Đương nhiên, điều đó cũng bình thường, bởi dẫu sao, thư viện Quan Huyên cũng là một thế giới tu hành tàn khốc hơn. Thực lực mới là thứ giúp con người sống lâu hơn. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn về bên phải, trước mặt hắn, cách đó không xa, có một cô gái đang đi cùng một người thanh niên. Khi nhìn thấy cô gái ấy, Diệp Quân ngây người, mắt như mở đi, giây lát sau, hắn vội chạy tới. Thấy Diệp Quân thất thần, Hiên Viên Lăng sững sờ, trong ấn tượng của Hiên Viên Lăng, Diệp Quân vô cùng ung dung. Cô ấy nhìn về phía Diệp Quân chạy, thấy cô gái đang đứng phía xa, mắt Hiên Viên Lăng sáng lên, cô gái đó thật xinh đẹp. Nói xong, cô ấy như nhận ra điều đó đó, khẽ nhíu mày. Nghi hoặc nói, lẽ nào cô gái này cũng là hồng nhan tri kỷ của anh Diệp? Nghĩ đến đây, Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, vận đào hoa của anh Diệp tốt thật, đi đến đâu cũng có người đẹp quen biết. Lúc này, cô gái đứng ở phía xa giường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay người lại, lúc nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy cũng sững sờ tại chỗ. Cô gái này mặc chiếc váy dài màu trắng như mây, dáng người mảnh khảnh, vô cùng xinh đẹp, trên tay cầm cuốn sách cổ dày cộp. Điều bắt mắt nhất là hai chiếc sừng nhỏ trên đỉnh đầu cô ấy, trông vô cùng dễ thương. Cô gái này chính là Ngao Thiên Thiên của Long tộc. Nhìn thấy Diệp Quân, trong mắt Ngao Thiên Thiên đầy vẻ khó tin, hiển nhiên, cô ấy không ngờ lại gặp được Diệp Quân ở đây, bỗng cảm thấy hơi bối rối. Bên cạnh Ngao Thiên Thiên còn có một người đàn ông nhìn Ngao Thiên Thiên rồi lại nhìn Diệp Quân với vẻ nghi hoặc. Diệp Quân đi tới trước mặt Ngao Thiên Thiên, hắn kìm nén sự kích động. Mỉm cười nói, Thiên Thiên, cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, ôm chặt cuốn sách trong tay, không nói gì. Diệp Quân nắm lấy tay Ngao Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói, không ngờ vừa tới đây đã gặp được muội, tốt quá. Người đàn ông bên cạnh Ngao Thiên Thiên thấy Diệp Quân động tay động chân, lập tức tức giận nói, hỗn láo, anh dám cợt nhả Thiên Thiên, anh. Người đàn ông còn chưa kịp nói xong, Ngao Thiên Thiên quay người. Ôm cuốn sách đập mạnh. Bụp, người đàn ông kia bay ra xa hơn 10 mét. Mặt người đàn ông bê bết máu, đầu óc choáng váng. Ngao Thiên Thiên nhìn người đàn ông bằng ánh mắt lạnh lùng, liên quan gì đến anh? Người đàn ông, mọi người, thấy xung quanh ngày càng nhiều người, Diệp Quân nói, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Nói xong, hắn kéo Ngao Thiên Thiên chạy về phía xa. Người đàn ông kia ngồi trên mặt đất với vẻ mặt khó coi. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã kéo Ngao Thiên Thiên đến một hồ nước hẻo lánh, Ngao Thiên Thiên để mặc Diệp Quân nắm tay mà không nói gì. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, nói Thiên Thiên, tu vi của muội cũng bị phong ấn rồi à. Ngao Thiên Thiên gật đầu, nơi đây có một luồng sức mạnh thần bí, khi ta mới tới đây, tu vi cũng bị phong ấn. Luồng sức mạnh đó rất mạnh, ta từng thử phá phong ấn. Nhưng không có tác dụng, chỉ là luồng sức mạnh đó không làm tổn hại đến ta. Cô ấy nhìn Diệp Quân, tu vi của huynh cũng bị phong ấn rồi sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Ngao Thiên Thiên hỏi, huynh biết ai phong ấn không? Diệp Quân trầm mặc đáp, ta đoán là cha ta. Kiếm chủ nhân gian. Ngao Thiên Thiên tò mò hỏi, kiếm chủ nhân gian cũng ở đây sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân. Không nói gì. Diệp Quân hỏi, muội ở đây làm giáo viên sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu. Diệp Quân cười, ta cũng sắp thành giáo viên rồi. Diệp Thiên Thiên cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, muội không vui sao? Ngao Thiên Thiên ôm chặt cuốn sách cổ trong tay, nhẹ giọng nói, huynh đến tìm ta làm gì? Diệp Quân ôm lấy Ngao Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói, ta nhớ muội. Ngao Thiên Thiên khẽ run lên. Mắt ngấn lệ, nước mắt trực trào ra, huynh lại trêu ta. Diệp Quân ôm eo Ngao Thiên Thiên, ta muốn trêu muội cả đời. Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng huynh đã thành thân rồi. Diệp Quân im lặng, thấy Diệp Quân không nói gì, mắt Ngao Thiên Thiên ánh lên vẻ thất vọng, cô ấy đẩy Diệp Quân ra, nhưng Diệp Quân lại ôm chặt hơn, hắn nhìn Ngao Thiên Thiên, vấn đề này chúng ta sẽ nói sau, dù sao lúc đến đây. Cha ta đã nói chúng ta phải sinh một tiểu long rồi mới trở về. Sinh tiểu long. Mặt Ngao Thiên Thiên ửng hồng, xấu hổ đấm vào ngực Diệp Quân,
Bụp. Diệp Quân lập tức bay xa mấy chục mét, cuối cùng nặng nề đập xuống mặt đất cứng, phun ra một ngụm máu. Diệp Quân chết lặng. Ngao Thiên Thiên sững sờ, thấy Diệp Quân bay ra ngoài, cô ấy mới nhớ ra rằng tu vi của Diệp Quân đã bị phong ấn. Ngao Thiên Thiên vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quân, cô ấy đỡ Diệp Quân dậy, run giọng nói, huynh, không sao chứ. Diệp Quân định nói nhưng lại phun ra một ngụm máu nữa, Ngao Thiên Thiên tái mặt, vô cùng luống cuống. Diệp Quân nghi ngờ hỏi, Thiên Thiên, chẳng phải tu vi của muội bị phong ấn rồi sao? Ngao Thiên Thiên do dự nói, ta đã tu luyện ra một vài sức mạnh thân xác. Sức mạnh thân xác? Diệp Quân cười khổ, khi tu vi cùng bị phong ấn, Ngao Thiên Thiên chắc chắn có lợi thế rất lớn, bởi vì cô ấy thuộc long tộc có lợi thế về thể chất trời sinh, hơn nữa Ngao Thiên Thiên có thiên phú, cho nên tu luyện rất nhanh. Thật ra, lúc nãy hắn không phòng bị gì, nếu không hắn đã có thể tránh được cú đấm của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nói, ta đưa huynh đi trị thương. Nói xong, cô ấy bế luôn Diệp Quân đi về phía xa. Trên đường đi thu hút vô số ánh mắt. Một cô gái bế một người đàn ông. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, Ngao Thiên Thiên hơi xấu hổ, nhưng lúc này, cô ấy cũng không quan tâm nhiều nữa, mà ôm Diệp Quân đi nhanh. Chẳng mấy chốc, Ngao Thiên Thiên đã đưa Diệp Quân đến một căn phòng, cô ấy đặt Diệp Quân lên giường. Sau đó quay người tìm kiếm trong phòng một hồi, cuối cùng lấy ra một cuộn băng gạc, huynh, cởi áo ra đi. Diệp Quân cởi áo, ngực đã bị xé rách. Diệp Quân cũng thấy hơi sợ hãi, may là tu vi của Ngao Thiên Thiên đã bị phong ấn, nếu không chắc hắn đã mất mạng ở đây rồi. Thật đáng sợ. Thấy bộ ngực rạn nứt của Diệp Quân, mắt Ngao Thiên Thiên đỏ hoe, huynh, không biết tránh à. Diệp Quân khẽ lắc đầu, đừng nói là một đấm. Cho dù muội lấy kiếm đâm ta thì ta cũng không né tránh. Ngao Thiên Thiên băng bó cho Diệp Quân, bàn tay khẽ run lên, cô ấy nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, bây giờ huynh cũng học được cách nói những lời lấy lòng con gái rồi. Diệp Quân nắm lấy tay Ngao Thiên Thiên, muội còn nhớ chuyện khi chúng ta đến chân vũ trụ không? Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, lúc đó ta còn tưởng chúng ta sẽ chết ở đó. Ngao Thiên Thiên im lặng. Diệp Quân nói tiếp, sau đó ta đã đến tộc Thiên Long tìm muội, nhưng bá phụ nói muội đi rồi. Lúc đó ta rất sợ, sợ muội ghét bỏ ta, thật ra, lúc nãy nhìn thấy muội, ta sợ chúng ta đã trở thành người xa lạ. Ngao Thiên Thiên cúi đầu, không đáp. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, Thiên Thiên, chúng ta đã dung hợp từ lâu rồi, muội biết bây giờ ta đang nghĩ gì không? Ngao Thiên Thiên căng thẳng nói, ta không biết. Diệp Quân mỉm cười. Vậy ta nói cho muội biết, ta thích muội. Ngao Thiên Thiên sững sờ, nước mắt lại tuôn rơi, cô ấy ôm lấy Diệp Quân, vừa khóc vừa nói, ta chưa từng yêu cầu huynh cưới ta, cũng không muốn tranh giành với người khác, ta chỉ cần một câu nói của huynh thôi, nhưng huynh chưa từng nói, huynh nhìn thấy ta thì bỏ chạy, ta thật sự rất hận huynh. Diệp Quân ôm lấy Ngao Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói, ta sai rồi. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nếu là sai thì chỉ trách ta thích huynh. Diệp Quân cúi người hôn lên môi Ngao Thiên Thiên, nói, nếu chúng ta kết hôn thì sinh ra rồng hay người. Mặt Ngao Thiên Thiên ửng hồng, cô ấy trừng mắt nhìn Diệp Quân, trước đây huynh không biết nói những lời như vậy, bây giờ học điều xấu rồi. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, bởi vì ta sợ mất muội. Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Quân mỉm cười, rất sợ. Ngao Thiên Thiên ôm chặt lấy Diệp Quân. Vậy huynh nói những lời dễ nghe cho ta nghe đi. Diệp Quân cười nói, ta sẽ nói cả đời. Ngao Thiên Thiên cảm động bật cười, ừ. Diệp Quân nói tiếp, cha đang ở hệ Ngân Hà, đợi ta tìm được ông ấy rồi bảo ông ấy làm chủ hôn cho chúng ta. Cơ thể Ngao Thiên Thiên khẽ run lên, một lát sau, lắc đầu nói, không cần. Diệp Quân nói, nghe theo ta. Không được phép nghi ngờ. Ngao Thiên Thiên do dự nói, vâng. Nói xong, cô ấy nhìn Diệp Quân với ánh mắt dịu dàng. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn phải nhanh chóng tìm được cha để giải trừ phong ấn, cứ bị phong ấn như vậy không phải là chuyện tốt. Ngao Thiên Thiên nói, ta phải lên lớp rồi. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, lên lớp hả? Ngao Thiên Thiên nói, đúng vậy, ta làm giáo viên ở đây, mỗi ngày có 2 tiết học, 1 tiết buổi sáng, 1 tiết buổi chiều. Diệp Quân cười nói, ta đưa muội đi.
Ngao Thiên Thiên gật đầu, được. Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên ra khỏi phòng, cả đoạn đường, hai người họ lại thu hút sự chú ý của mọi người. Ngao Thiên Thiên đã đến hệ Ngân Hà một thời gian, cô ấy được mệnh danh là giáo viên xinh đẹp nhất học viện Ngân Hà, đồng thời cũng là giáo viên trẻ nhất. Trong học viện Ngân Hà, có vô số giáo viên và học sinh theo đuổi cô ấy. Nhưng Ngao Thiên Thiên rất lạnh lùng, ngoại trừ trong giờ học, cô ấy không qua lại với người đàn ông nào cả. Lúc này, nhìn thấy Ngao Thiên Thiên nắm tay một chàng trai, mọi người đều rất ngạc nhiên. Yêu đương rồi sao? Một số nữ sinh đầy tò mò. Còn sắc mặt của nam sinh không được tốt lắm. Bị mọi người liếc nhìn, mặt Ngao Thiên Thiên đỏ ửng, nhưng vẫn nắm chặt tay Diệp Quân. Hai người đồng sinh cộng tử vô số lần, hơn nữa đã dung hợp cùng nhau, tâm tư tương thông, có thể nói người ngoài không thể tưởng tượng được tình cảm sâu đậm của hai người. Không lâu sau, tin tức Ngao Thiên Thiên có bạn trai đã lan truyền khắp học viện Ngân Hà. Lúc hai người chuẩn bị bước vào lớp, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người, gã mặc vest, dáng người thẳng tắp, trông rất lịch lãm. Là Lý Nguyên của võ viện. Có người trong sân nói, gã định làm gì? Chắc chắn là tỏ tình. Nhưng cô giáo Thiên Thiên đã có bạn trai rồi. Gã còn tỏ tình, như vậy chẳng phải hơi quá. Chỉ cần quốc tốt thì không có gốc nào là không đào được. Bạn trai của Thiên Thiên rất đẹp trai. Nói đùa, trên đời này đẹp trai có tác dụng gì chứ? Cô biết Lý Nguyên là ai không? Cha gã là trưởng lão Lý Phong của đoàn trưởng lão học viện. Tôi thấy người bạn trai này của cô giáo Thiên Thiên hơi yếu đuối. Xem ra hắn và cha hắn đều là kẻ ăn bám. Trước mặt Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên, Lý Nguyên đưa bông hồng trong tay cho Ngao Thiên Thiên, mặt đầy vẻ thâm tình, Thiên Thiên, anh thích. Ngao Thiên Thiên cắt ngang lời Lý Nguyên, tôi có bạn trai rồi. Có bạn trai rồi. Thật thẳng thắn. Sắc mặt Lý Nguyên trở nên khó coi, định nói tiếp nhưng Ngao Thiên Thiên đã kéo Diệp Quân rời đi. Lý Nguyên nói, Thiên Thiên. Lẽ nào em không muốn đến Ngân Hà Tông sao? Ngao Thiên Thiên quay lại nhìn Lý Nguyên bình tĩnh nói, lần này chỉ có hai giáo viên của học viện được đến Ngân Hà Tông, lẽ nào em không muốn đi sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu, tôi muốn đi. Lý Nguyên nhìn Ngao Thiên Thiên, cười nói, cha anh có thể quyết định ai là người đi. Nói xong, gã quay người rời đi. Gã biết cô gái này chắc chắn sẽ không từ chối cám dỗ này, nhất định sẽ gọi gã lại. Lý Nguyên vừa đi vừa thầm đếm, 1, 2, kiếm đạo viện. Khi đếm thầm đến 2, Lý Nguyên vẫn không nghe thấy Ngao Thiên Thiên giữ mình lại, gã nhíu mày. Nhưng gã vẫn tự tin vì gã không tin Ngao Thiên Thiên có thể từ chối sự mê hoặc của Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Đến Ngân Hà Tông tức là sẽ đến một thế giới hoàn toàn mới, ở đó có thể học hỏi được bản lĩnh thông thiên rời núi lấp biển, không chỉ thế, tuổi thọ cũng có thể đột phá khỏi ràng buộc hiện giờ. Có thể tăng cấp không giới hạn. Không ai có thể từ chối sự mê hoặc này. 3. Khi đếm đến con số cuối cùng, Lý Nguyên vẫn không nghe thấy tiếng Ngao Thiên Thiên. Lý Nguyên nhíu mày xoay người lại nhìn, gã vừa xoay người lại thì sững sờ. Ngao Thiên Thiên và Diệp Quân đã không còn ở đây nữa. Sắc mặt Lý Nguyên lập tức trở nên khó coi. Thế mà lại đi rồi. Mình cứ như một tên hề. Lúc này vài người ở đó đều đang nhìn Lý Nguyên, vẻ mặt họ rất kỳ quái khiến mặt Lý Nguyên bỏng rát. Gã cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị mọi người sỉ vả. Lý Nguyên lạnh lùng nhìn đằng xa, sau đó xoay người đi. Người xung quanh đều nhốn nháo bàn luận. Thật ra không ai bàn tán gì về Lý Nguyên cả, mọi người đang nói về Diệp Quân, ai cũng tò mò về thân phận của Diệp Quân, thế mà có thể được Ngao Thiên Thiên xem trọng. Diệp Quân đưa Ngao Thiên Thiên đến một căn phòng học đã chật ních người. Hễ là tiết học của Ngao Thiên Thiên thì đều không còn chỗ trống. Khi nhìn thấy Diệp Quân đưa Ngao Thiên Thiên đến, các học viên trong lớp đều tròn mắt nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của các học viên, Ngao Thiên Thiên đỏ mặt, cô ấy nhìn Diệp Quân, trong mắt tràn chứa tình cảm sâu sắc. Thấy thế, sắc mặt của các học viên nam đều xám như tro tàn. Thôi xong rồi. Không còn cơ hội nữa. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng cúi người khẽ hôn lên trán Ngao Thiên Thiên, đi đi. Được hôn ngay trước mặt mọi người, gò má Ngao Thiên Thiên ánh lên màu dáng đỏ, sợ Diệp Quân lại làm ra chuyện nào đó ngượng ngùng, cô ấy vội đẩy Diệp Quân ra, huynh mau đi đi. Diệp Quân khẽ cười,
sau đó xoay người đi. Ngao Thiên Thiên đi đến bục giảng, lúc này cả lớp đều đang nhìn cô ấy. Ngao Thiên Thiên bỗng đập lên bàn trên bục giảng. Bốp! Bục giảng vỡ tan thành cho bụi. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, tiết trước chúng ta học đến đâu rồi? Học viên. Sau khi rời khỏi lớp học, Diệp Quân đi ra ngoài, lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng mặt trời hơi nóng rát nhưng lại không cảm thấy nóng bức. Diệp Quân nhắm mắt lại, để cho ánh nắng chiếu rọi lên người hắn. Lúc này tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Chuyện của Thiên Thiên như một cái gai ở trong cổ họng hắn, hắn vẫn chưa giải quyết được, không chỉ chưa giải quyết mà còn luôn trốn tránh. Đây không phải là những gì đàn ông nên làm. Là kiếm tu, điều bản thân sợ nhất là đầu óc không thông suốt, mà trước đó hắn chưa bao giờ thông suốt về vấn đề tình cảm. Vẫn luôn tìm cách trốn tránh. Lúc này cuối cùng hắn cũng dám đối diện với nội tâm của mình rồi. Đồng thời hắn cũng đang kiểm điểm lại bản thân. Trong vấn đề tình cảm, mình không chỉ do dự không quyết mà còn hơi đều. Trước đây hắn là một tên mù mờ về tình cảm. Khi đối diện với phụ nữ hắn không cố ý trêu chọc, thật ra đôi khi hắn cũng hơi ngu ngơ, vì mỗi khi ở bên phụ nữ, mọi người đều như trở thành người yêu của hắn. Thật ra chuyện này không tốt chút nào. Mình không nên do dự không quyết ở phương diện tình cảm. Nếu không yêu thì đừng nên trêu chọc. Nếu yêu thì đừng nên phụ lòng người ta. Nghĩ đến đây, mọi suy nghĩ trong lòng Diệp Quân đều được thông suốt. Kiếm ý bỗng xuất hiện quanh người Diệp Quân. Không chỉ thế, lúc này khí tức của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với tình cảm của mình, cũng là lần đầu tiên nhìn lại bản thân. Nếu một người không dám đối diện với nội tâm của mình thì lòng người đó chắc chắn có khiếm khuyết, không dám đối diện tức là đang trốn tránh, tại sao lại trốn tránh? Vì thẹn với lòng. Lúc này hắn không trốn tránh nữa. Sau khi nghĩ thông suốt mọi thứ, kiếm ý của Diệp Quân không còn bất kỳ trở ngại gì nữa. Kiếm ý của hắn lại thay đổi, nếu thay đổi thì cảnh giới kiếm đạo cũng sẽ đột phá theo. Thế nhưng kiếm ý của hắn vừa xuất hiện lại bị sức mạnh bí ẩn đó trấn áp. Khí tức và kiếm ý đều biến mất. Cảm nhận được thế, lần này Diệp Quân không tức giận, chỉ khẽ cười, hắn đi về phía Hiên Viên Lăng ở phía xa. Hiên Viên Lăng xòe tay ra, một tấm thiệp đỏ xuất hiện trong tay cô ấy đưa cho Diệp Quân, đây là thư mời, từ giờ trở đi. Anh sẽ là giáo viên của kiếm đạo viện thuộc học viện Ngân Hà. Kiếm đạo viện rất ít người, mỗi tuần chỉ cần dạy 2 ngày là được. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, người ở kiếm đạo viện ít lắm sao? Hiên Viên Lăng gật đầu. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu mỉm cười, lúc đầu, kiếm đạo viện là viện nổi tiếng nhất, vì mọi người đều mong muốn được ngự kiếm bay như trong truyền thuyết, du ngoạn trời đất. Nhưng sau đó mọi người nhận ra học viện Ngân Hà không thể làm được ngự kiếm bay lên, hơn nữa, trở thành tu kiếm rất cực khổ, lại cần rất nhiều tài nguyên, cộng thêm kiếm đạo viện không có giáo viên giỏi, thế là viện này dần suy tàn. Diệp Quân khẽ gật đầu, thì ra là thế, bây giờ kiếm đạo viện có mấy học viên? Hiên Viên Lăng chớp mắt, đi xem thử không? Diệp Quân cười nói, ừ. Hai người rời đi. Chẳng mấy chốc. Hiên Viên Lăng đã dẫn Diệp Quân đến kiếm đạo viện. Kiếm đạo viện rất lớn nhưng lại hơi cũ, có vài thanh kiếm cũ được trưng bày quanh kiếm đạo viện, có lẽ có mấy trăm thanh kiếm, tất cả đều bị rỉ sét. Diệp Quân chỉ thấy có hai người ở trong kiếm đạo viện rộng lớn này, một nam một nữ, cô gái đó chính là Song Song đã từng mài giũa với hắn trước đó. Một người đàn ông khác khoảng 17, 18 tuổi, vóc dáng hơi mập mạp, đeo đôi mắt kính, trông khá thật thà. Diệp Quân bước đến trước mặt hai người, người đàn ông hơi ngờ vực, người anh em này, anh cũng đến học kiếm à? Song Song nói, anh ấy là giáo viên đấy. Giáo viên? Người đàn ông khẽ sửng sốt, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, anh là giáo viên hả? Diệp Quân gật đầu, sau đó lấy thư mời ra. Nhìn thấy thư mời, người đàn ông vội cúi người chào, em là Mục Vân, chào thầy. Song Song nhìn Diệp Quân không nói lời nào. Diệp Quân cười nói, không cần khách sáo đâu. Hắn nhìn hai người kia, sau đó nói, cả kiếm đạo viện chỉ có 2 học sinh thôi sao? Mục Vân gật đầu, vâng. Diệp Quân im lặng không nói gì, kiếm đạo viện này suy tàn thật đấy. Lúc này Hiên Viên Lăng bỗng cười nói, 3 người chứ? Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, cô ư.
Hiên Viên Lăng cong môi cười, đúng thế. Mặc dù cô ấy cũng dùng kiếm nhưng không phải để tu kiếm, chẳng qua trước đây, khi biết được Diệp Quân muốn làm giáo viên cho kiếm đạo viện, cô ấy quyết định thay đổi chuyên ngành, gia nhập vào kiếm đạo viện. Ba người. Diệp Quân gật đầu, ba người thì ba người. Hiên Viên Lăng ngồi sang một bên, sau đó cười nói, tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ học về cái gì? Diệp Quân nhìn ba người, cuối cùng hắn nhìn sang Mục Vân, cậu dùng kiếm gì? Mục Vân hơi lúng túng, lấy một thanh đại kiếm rất dày từ trong chiếc nhẫn ra, thầy à, em thích trọng kiếm. Trọng kiếm. Diệp Quân cười nói, một kẻ khỏe hơn người, đánh thắng 10 người biết võ, được. Mục Vân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn Song Song, hắn đánh giá Song Song một hồi rồi nói, cô thì sao? Song Song lắc đầu, không biết. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nơi này cực kỳ ít linh khí, dù dạy ba người vài kỹ thuật kiếm, ba người cũng khó mà thi triển, thế nên tôi quyết định dạy ba người ý chí chiến đấu và kiếm ý. Song Song nhìn Diệp Quân, kiếm ý. Diệp Quân gật đầu, ừ. Song Song lắc đầu, khó quá, nếu có thể lĩnh hội kiếm ý thì đã là tông sư rồi. Mục Vân cũng gật đầu, khó quá đó. Đến giờ bọn em đều chưa từng nhìn thấy kiếm ý ra làm sao. Hiên Viên Lăng khẽ cười, không nói gì, vì cô ấy từng nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quân, đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Diệp Quân cười nói, tôi sẽ cho mọi người thấy. Mục Vân ngạc nhiên nói, thầy là tông sư ạ. Diệp Quân gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó nói, kiếm ý là gì? Ý là ý cảnh, ý nguyện, mục đích, ý thức chủ quan như sự quyết tâm, còn kiếm ý thức là sự hiểu biết của kiếm khách về kiếm, chẳng hạn như mục đích, quyết tâm. Thông thường, kiếm ý của mình là đạo của mình, cho nên nếu mọi người muốn lĩnh hội được kiếm ý, đầu tiên cần phải tự hỏi bản thân tại sao mình lại tu kiếm. Tại sao mình tu kiếm? Ba người đều không lên tiếng. Họ vẫn chưa từng nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Diệp Quân nhìn ba người, lại hỏi, tại sao tu kiếm? Song Song trầm giọng nói, muốn trở thành kiếm tu, là kiểu kiếm tu có thể ngự kiếm. Diệp Quân cười nói, chỉ thế thôi sao? Song Song do dự rồi gật đầu. Diệp Quân im lặng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng biết tại sao nơi này lại ít kiếm tu đến thế rồi. Ở vũ trụ Quan Huyên, sở dĩ có nhiều kiếm tu như thế, ngoài có truyền thừa kiếm đạo hoàn chỉnh ra thì còn hai nguyên nhân khác, đó là bản thân yêu thích tu kiếm và sinh tồn. Ở đó là một thế giới tàn khốc, rất nhiều người tu kiếm không phải vì muốn thể hiện sự đẹp trai ngời ngời mà là vì sinh tồn. Nhưng ở Học viện Ngân Hà, mọi người không có nguy cơ sinh tồn. Không có nguy cơ sinh tồn thì dĩ nhiên động lực học kiếm sẽ giảm đi, nhất là ở đây vẫn không có truyền thừa kiếm đạo, lại ít linh khí. Nền văn minh võ đạo quá lạc hậu. Diệp Quân ngẫm nghĩ, phải để ba người này thấy được kiếm tu thật sự, để họ có một mục tiêu học tập. Nghĩ đến đây, Diệp Quân cười nói, mọi người muốn hiểu biết về kiếm ý chút không? Mục Vân gật đầu, muốn ạ. Song Song nhìn Diệp Quân không nói gì, nhưng ánh mắt cũng có phần mong đợi. Hiên Viên Lăng cũng tràn đầy mong chờ. Diệp Quân cười nói, vì vài nguyên nhân đặc biệt nên tôi không thể thi triển kiếm ý quá lâu, mọi người nhìn cho kỹ. Ba người vội gật đầu. Diệp Quân nhắm mắt lại, thầm nói, cha à, con khoe mẽ một chút, đừng làm gì hết, được không? Không ai đáp lời. Diệp Quân lại nói, chỉ một lần thôi. Vẫn không ai đáp lời. Diệp Quân im lặng hồi lâu, hắn quyết định cứ thế mà làm. Dù cha có đồng ý hay không thì hôm nay con cũng phải khoe khoang một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bỗng mở mắt, xòe bàn tay ra kiếm. Vèo. Bỗng chốc hàng trăm tiếng kiếm kêu đột nhiên vang lên, mấy thanh kiếm đặt xung quanh biến thành từng chùm kiếm quang bay đến rồi vòng quanh đỉnh đầu Diệp Quân. Nhìn thấy thế, ba người hóa đá tại chỗ. Ba người đều hóa đá khi nhìn phi kiếm xoay vòng trên đỉnh đầu. Phi kiếm. Thuật ngự kiếm. Lúc này đầu óc ba người đều như dừng hoạt động, họ đã từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ đâu. Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, vì hắn nhận ra sức mạnh bí ấn đó không xuất hiện. Lẽ nào cha đã bỏ phong ấn cho mình rồi? Ngay khi Diệp Quân còn đang ngờ vực thì sức mạnh bí ẩn đó bỗng giáng xuống. Cảm nhận được sức mạnh này, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, vội nói tán. Hắn vừa dứt lời,
hàng trăm thanh kiếm biến thành từng luồng kiếm quang quay về chỗ cũ. Còn Diệp Quân nằm bò trên mặt đất, bất động. Ba người kia vẫn đang sững sờ. Phi kiếm. Thì ra trên đời này có phi kiếm thật. Lúc này Hiên Viên Lăng vội ôm Diệp Quân lên, cô ấy lấy một viên khí lực đan cho Diệp Quân uống, một lúc sau sắc mặt trắng bệch của Diệp Quân mới hồng hào hơn. Diệp Quân cười khổ. Đúng là chỉ có thể khoe khoang một chút thôi. Hiên Viên Lăng nói, không sao chứ. Diệp Quân khẽ lắc đầu. Hiên Viên Lăng khẽ nói, có người đang trấn áp anh à. Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng hơi nghi ngờ, là thiên đạo sao? Diệp Quân cười khổ, nếu là thiên đạo thì tốt rồi. Thiên đạo ở đây không thể áp chế được hắn. Hiên Viên Lăng vốn dĩ còn muốn hỏi thêm nhưng thấy Diệp Quân còn yếu, chỉ đành đè nén nghi ngờ trong lòng, cô ấy lại lấy một viên khí lực đan ra cho Diệp Quân uống. Có linh khí vào người, Diệp Quân mới đỡ hơn một chút. Một lúc lâu sau, Diệp Quân ngồi dậy, nằm trong lòng Hiên Viên Lăng nhưng vẫn chưa ổn lắm. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó nhìn ba người, cười nói có muốn giống tôi lúc nãy không? Ba người đều gật đầu. Kiếm tu. Đây mới là kiếm tu. Một tiếng kiếm vang lên, cả hàng vạn kiếm tụ lại. Diệp Quân nói, mọi người đã nhìn thấy kiếm ý rồi nên tiếp theo là lập ý, làm thế nào lập ý thì còn phụ thuộc vào mọi người. Kiếm ý là thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân, người ngoài không thể giúp. Ba người khẽ gật đầu, lúc này họ có rất nhiều suy nghĩ. Trước đây, họ hoàn toàn mù mịt với kiếm đạo, ngay cả mấy cái gọi là ngự kiếm bay lên, họ đều nhìn thấy trên TV nhưng lúc này, thuật ngự kiếm của Diệp Quân đã mở ra một cánh cửa mới cho họ. Đảo ngược hoàn toàn nhận thức của họ với kiếm đạo. Diệp Quân khẽ cười, sau đó đứng lên rời đi. Tiếp theo phải dựa vào bản thân họ. Sau khi ra khỏi kiếm đạo viện đã là giữa trưa, Diệp Quân đi đến lớp học của Ngao Thiên Thiên. Đến giờ ăn cơm rồi. Lúc này, Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn sang bên phải, có hai người đàn ông trong góc lầu ở cách đó không xa đang nhìn hắn chằm chằm. Một người đàn ông trong đó là Lý Nguyên. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Lý Nguyên cũng nhìn thẳng vào hắn. Diệp Quân khẽ cười, sau đó thu lại tầm nhìn, tiếp tục đi về phía xa. Người đàn ông bên cạnh Lý Nguyên trầm giọng nói, anh Lý Nguyên, hắn dám xem thường anh. Ánh mắt Lý Nguyên trở nên lạnh như băng, không nói gì. Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ lạnh lùng, tôi tìm người tiêu diệt hắn nhé. Lý Nguyên lắc đầu, tôi vừa nhận được tin người này trở thành giáo viên của học viện. Hơn nữa còn do gia tộc Hiên Viên giới thiệu. Gia tộc Hiên Viên. Nghe Lý Nguyên nói thế, người đàn ông sửng sốt, hắn có quan hệ với gia tộc Hiên Viên ư? Lý Nguyên gật đầu, đúng thế. Người đàn ông trầm giọng nói, thảo nào hắn lại vênh váo đến thế, thì ra là có quan hệ với gia tộc Hiên Viên. Đây là gia tộc lớn ở Yến Kinh. Lý Nguyên định nói gì đó, lúc này một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Lý Nguyên. Nhìn thấy người đến, Lý Nguyên sửng sốt, cha. Người đến là Lý Phong trưởng lão của hội trưởng lão học viện Ngân Hà. Người đàn ông bên cạnh Lý Nguyên cúi đầu chào, em chào Lý trưởng lão. Lý Phong nhìn người đàn ông, cậu là học sinh của võ đạo viện à? Người đàn ông nói, vâng ạ. Lý Phong lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, cậu bị đuổi học. Người đàn ông ngơ ngác, ơ. Lý Nguyên cũng cảm thấy khó tin. Lý Phong phất tay, cút. Người đàn ông vô lực ngồi phịch xuống, run giọng nói, Lý trưởng lão, chuyện này, em đã làm sai gì à? Lý Phong nhìn người đàn ông, có mưu đồ hãm hại giáo viên của học viện Ngân Hà, cậu nghĩ tội này có lớn không? Người đàn ông sửng sốt, sau đó nhìn Lý Nguyên định lên tiếng thì Lý Phong bỗng lạnh lùng nhìn gã, đi theo cha. Nói rồi ông ta đi ra chỗ khác. Lý Nguyên do dự. Sau đó cũng đi theo ông ta. Sắc mặt người đàn ông đó xám như tro. Thôi học. Chuyện này là một cú sốc có sức hủy diệt với gã ta sẽ trở thành trò cười của cả gia tộc. Lý Phong dẫn Lý Nguyên sang một bên. Lý Phong bình tĩnh nói, con thích cô giáo Ngao à? Lý Nguyên do dự một chốc rồi gật đầu. Lý Phong nhìn Lý Nguyên, con nghĩ cô giáo Ngao Thiên Thiên là người thế nào? Lý Nguyên suy nghĩ rồi nói, khá bí ẩn. Lý Phong thở dài, còn đúng là, ngốc quá. Mặt Lý Nguyên đầy vẻ khó hiểu. Lý Phong lắc đầu, lúc mới đến,
cô giáo Ngao được viện trưởng tuyển vào làm giáo viên, khi đó cô ấy không biết nhiều về phong tục của chúng ta, nếu cô ấy là người của ngôi sao màu xanh thì làm sao có thể không quen với phong tục ở đây được chứ? Con hiểu ý cha không? Lý Nguyên khó tin nói, cô ấy đến từ khu vực khác sao? Lý Phong gật đầu, lúc đầu, con theo đuổi cô ấy, cha cũng không phản đối, nếu con có thể theo đuổi cô ấy, cũng không phải là chuyện gì xấu với nhà họ chúng ta, còn có thể nói là đại sự. Mặc dù cha cũng biết xác suất của việc này rất nhỏ nhưng vẫn ôm một chút may mắn. Nhưng hiện giờ, nói đến đây, ông ta tức giận nhìn Lý Nguyên, cô ấy đã có bạn trai rồi nhưng con vẫn muốn tỏ tình với cô ấy, con cho rằng mình đẹp trai đến thế sao? Con làm thế là ngốc đấy, chẳng có chút phong độ nào cả, nếu cha là phụ nữ cũng sẽ coi thường con. Sắc mặt Lý Nguyên cực kỳ khó coi. Lý Phong nói tiếp, cô giáo Ngao là người kiêu ngạo thế nào? Người mà cô ấy thích có thể là người tầm thường được à? Con nghĩ người đàn ông đó là người tầm thường sao? Lý Nguyên do dự, sau đó nói, con đã điều tra, hắn chẳng qua chỉ có chút quan hệ với gia tộc Hiên Viên. Đồ ngu ngốc! Lý Phong bỗng tức giận quát, gia tộc Hiên Viên là thế lực như thế nào? Dùng cái đầu heo của con mà suy nghĩ đi, mẹ nó chứ, người có thể làm cho họ xem trọng sẽ là người bình thường được sao? Sắc mặt Lý Nguyên khá khó coi, không lên tiếng. Lý Phong nói tiếp, lúc nãy con khiêu khích người ta, con nghĩ người ta có để tâm đến con không? Ánh mắt đó chẳng hề có một tia tức giận nào, người ta đang xem thường con đó. Đồ ngu ngốc! Lý Nguyên cúi đầu xuống, không dám nói gì. Lý Phong lại nói, cái đồ ngu như con mà còn muốn đi trả thù, có phải con muốn để cho cha con tiễn con đi trước không? Lý Nguyên do dự rồi nói, cha lo nghĩ rồi. Cha là trưởng lão của hội trưởng lão, hai người họ chẳng qua chỉ là giáo viên, cha cứ chèn ép họ thì họ có thể làm được gì? Họ! Mẹ kiếp, Lý Phong bỗng giơ tay lên tát gã một bạt tai. Bốp! Lý Nguyên còn chưa phản ứng kịp đã bị tát một cái văng ra xa, cả người đập mạnh xuống đất. Lý Nguyên ngơ ngác. Lý Phong nhìn Lý Nguyên, mày ngu hơn tao nghĩ nữa, cả đời sáng suốt của ông đây sao lại sinh ra đứa con ngu như mày chứ? Ông đây nghi ngờ mày có phải là con của ông hàng xóm không đấy? Lý Nguyên! Lý Phong chỉ vào Lý Nguyên mắng. Ông đây đã nói nhiều với mày như thế mà mày chẳng nghe lọt một chữ, vậy thôi ông đây cũng lười nhiều lời với mày. Người đâu? Ông ta vừa dứt lời, hai ông lão bỗng từ đằng xa đi đến. Lý Phong lạnh lùng nhìn Lý Nguyên, đưa nó về nhà họ Lý, không có lệnh của tôi không được phép cho nó ra ngoài, nếu nó dám tự ý ra ngoài thì đánh gãy chân nó. Nghe Lý Phong nói thế, sắc mặt Lý Nguyên trở nên trắng bệch, cha, con còn phải đi học, con còn phải. Lý Phong xua tay, dẫn đi. Hai ông lão kéo Lý Nguyên đi. Lý Phong đứng ở đó thở dài. Thật ra ông ta cũng chẳng phải là người lương thiện gì, nếu Ngao Thiên Thiên đó là người bình thường thật thì ông ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn, cũng không phải không thể thỏa mãn mong ước của con trai. Nhưng cô gái đó không phải người thường. Còn người đàn ông đó nữa, có thể được gia tộc Hiên Viên ra mặt giới thiệu thì có thể là người thường được sao? Lăn lộn đến địa vị này, ông ta cũng phải học được cách nhìn người, người nào có thể chọc vào hay không thể chọc vào. Người có thể chọc vào thì có thể bắt nạt một chút, còn người không thể chọc vào thì không nên làm gì cả, nếu không có khi còn không biết mình chết thế nào. Ông ta hiểu, đáng tiếc là con trai ông ta không hiểu. Lý Phong thở dài, lúc này ông ta cũng hơi hối hận vì quá nuông chiều con trai mình. Lần này may mà ông ta cẩn thận, đi sang đây xem thử trước. Nếu không một khi để đứa con trai ngu ngốc này làm gì người đàn ông kia thì rất có thể sẽ mang đến tai họa cho ông ta. Một lúc lâu sau, Lý Phong xoay người đi, ông ta đã quyết định sinh thêm một đứa con trai, đứa lớn không được việc thì dĩ nhiên chỉ có thể giáo dục đứa nhỏ hơn. Diệp Quân đi đến lớp học của Ngao Thiên Thiên, còn về Lý Nguyên thì dĩ nhiên hắn không thèm để tâm. Hắn chỉ có hứng thú với đối thủ mạnh. Đối phương không gây rắc rối cho mình thì tốt. Còn nếu gây phiền phức thì tiện tay tiêu diệt là được. Không lâu sau, Diệp Quân đã đến trước cửa lớp học của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên còn đang lên lớp, cô ấy đang giảng về võ đạo, dĩ nhiên đều là vài võ đạo cơ bản, giảng những thứ quá cao siêu ở đây cũng chẳng có tác dụng. Thấy Diệp Quân đến, các học sinh đều nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân mỉm cười,
sau đó nhìn các học sinh tan học. Các học sinh. Ngao Thiên Thiên bước đến trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, cùng đi ăn nhé. Ngao Thiên Thiên gật đầu, ừ. Diệp Quân nắm tay Ngao Thiên Thiên xoay người đi. Các học sinh trong lớp nhìn nhau, sau đó bắt đầu xì xào nói. Có học sinh nam tức giận nói, sao hắn có thể xứng với cô giáo Thiên Thiên được chứ? Một học sinh nữ không phục, sao lại không xứng? Tôi nghĩ anh ấy rất đẹp trai. Học sinh nam nói, đẹp trai thì có tác dụng quái gì? Mặt đẹp chẳng qua chỉ là một ổ vi trùng, tâm hồn đẹp mới là vẻ đẹp thật sự. Học sinh nữ hỏi, Trương Vân, cậu độc thân bao lâu rồi? Ba, hả, cậu hỏi chuyện này làm gì? Học sinh nữ nói, độc thân 3 năm rồi, có biết tại sao cậu lại độc thân 3 năm không? Ý cậu là tôi xấu à? Cậu tự nói đấy chứ. Trương Vân. Lúc đám người đang tranh luận, Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên ra khỏi lớp học. Ngao Thiên Thiên nói, ta biết một nơi có đồ ăn rất ngon, ta dẫn huynh đi. Diệp Quân gật đầu, cười đáp, được. Dưới sự dẫn đường của Ngao Thiên Thiên, hai người đi ra ngoài trường học. Trên đường đi, hai người vẫn thu hút vô số ánh mắt, mặc dù Ngao Thiên Thiên tính tình thoải thoái, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mặt cũng dần đỏ ửng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến một nhà hàng trước cửa học viện Ngân Hà, sau khi ngồi xuống, Ngao Thiên Thiên cầm thực đơn lên và gọi món rất thành thục. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên trước mặt, hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tao nhã, mái tóc dài xõa ngang vai, không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Trên đầu còn có hai chiếc sừng rồng nhỏ thêm vài phần đáng yêu. Sừng rồng trông như vật trang trí, chỉ có Diệp Quân biết đó là sừng rồng thật. Bị Diệp Quân nhìn chằm chằm, Ngao Thiên Thiên lườm hắn, mặt đỏ lên, huynh nhìn cái gì? Diệp Quân cười nói, trước đây, ta thường oán hận mình từ khi ra khỏi Diệp tộc chỉ cả ngày đánh đấm, thậm chí còn không thở nổi. Nhưng bây giờ, ta lại thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngao Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói, bởi vì nếu ta không được nuôi dưỡng ở bên ngoài, thì có thể ta sẽ không được gặp muội. Nếu không được gặp muội, cho dù ta trở thành vua cả vũ trụ, tứ kiếm siêu việt, thì có ý nghĩa gì? Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân một hồi, cười nói, bây giờ huynh rất biết cách dỗ dành con gái, ta không mắc lừa đâu. Diệp Quân mỉm cười, ta và muội đã dung hợp. Tâm tư tương thông, ta có thể lừa bất cứ ai, nhưng không thể lừa muội. Ngao Thiên Thiên nắm tay Diệp Quân, cúi đầu nói, ta biết. Diệp Quân nói, muội thích ngôi sao màu xanh không? Ngao Thiên Thiên gật đầu thích, ở đây ít đánh đấm, còn có nhiều điều mới mẻ hơn. Diệp Quân đang định nói thì món ăn hai người gọi lần lượt được bưng lên. Ngao Thiên Thiên cười nói, đồ ăn ở đây rất ngon, ta thường đến đây ăn, nào, thử món này xem. Món này gọi là trứng gà, trứng do gà đẻ ra. Diệp Quân hơi bất ngờ, muội chưa từng ăn trứng gà sao? Ngao Thiên Thiên lắc đầu, ở Long tộc ta, gà là sinh vật cấp thấp, bọn ta không ăn. Gà. Ngao Thiên Thiên lại gắp một món khác đặt trước mặt Diệp Quân, món này cũng ngon, đây là trứng vịt, trứng do vịt đẻ ra. Vịt. Diệp Quân lắc đầu cười, có thể thấy Ngao Thiên Thiên rất thích đồ ăn ở ngôi sao màu xanh. Cô ấy gọi rất nhiều món, hơn nữa còn có thể đọc tên mỗi món. Diệp Quân không ăn, hắn chỉ ngồi nhìn Ngao Thiên Thiên với vẻ dịu dàng trìu mến, hắn thật sự mắc nợ cô gái trước mặt rất nhiều. Ngao Thiên Thiên đang ăn dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, nhìn ta làm gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta đã quyết định một chuyện. Ngao Thiên Thiên khó hiểu, chuyện gì? Diệp Quân đáp, ta muốn cùng muội sinh một đứa con gái. Ngao Thiên Thiên chớp mắt, vẫn chưa phản ứng kịp. Diệp Quân lại nói tiếp, sinh một đứa con gái xinh đẹp giống muội. Khụ. Ngao Thiên Thiên ho sặc sụa, suýt chút nữa không thở nổi. Diệp Quân vội vàng đứng lên đi bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, mặt đỏ bừng, huynh, đừng nói những lời này, ta nghe tim đập rất nhanh. Mặc dù cô ấy phóng khoáng, nhưng vẫn tương đối bảo thủ về mặt tình cảm. Phải nói rằng phần lớn phụ nữ trong vũ trụ quan huyên đều như vậy. Diệp Quân thuận thế ngồi xuống bên cạnh Ngao Thiên Thiên, ôm lấy vòng eo thon của Ngao Thiên Thiên, cười nói, nhưng chúng ta phải thành thân, sau khi thành thân sẽ sinh con, muội thích con gái hay con trai.
Ngao Thiên Thiên vô thức nói, đều thích. Nói đến đây, cô ấy dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng dừng lại, trừng mắt nhìn Diệp Quân, vô thức đấm vào ngực Diệp Quân. Bụp! Diệp Quân lập tức bay xa hơn 10 mét. Người trong nhà hàng sững sờ. Diệp Quân cũng ngẩn người. Suýt chút nữa đánh chết hắn. Thấy Diệp Quân bị đánh bay, Ngao Thiên Thiên cũng bất ngờ, cô ấy vội vàng chạy đến chỗ Diệp Quân. Nhưng lúc này, một người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Quân, chỉ vào Diệp Quân, thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà dám quấy rối con gái. Gã nhanh chóng quay người nhìn Ngao Thiên Thiên chạy tới, nghiêm túc nói, cô yên tâm, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không để ai làm tổn hại đến cô. Thực ra từ khi bước vào nhà hàng, Ngao Thiên Thiên đã thu hút rất nhiều ánh mắt, người đàn ông này là một trong số đó. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân bên cạnh Ngao Thiên Thiên, vô số đàn ông trong nhà hàng đều cảm thấy đáng tiếc, cô gái xinh đẹp như vậy lại là hoa đã có chủ. Khi nhìn thấy Ngao Thiên Thiên đánh bay Diệp Quân, người đàn ông này vô cùng vui mừng, thì ra hai người không phải người yêu, nên nhanh chóng đứng ra chuẩn bị một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta không muốn ngủ cùng huynh. Ngao Thiên Thiên không thèm để ý đến gã, nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Quân, cô ấy đỡ Diệp Quân dậy, nhìn máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng hắn, cô ấy đau lòng nói, huynh không sao chứ. Diệp Quân cười khổ, suýt chút nữa thì muội đánh chết ta rồi. Ngao Thiên Thiên nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng Diệp Quân, vô cùng đau lòng. Người đàn ông kia nhìn hai người với vẻ kinh ngạc, các người. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, anh ấy, là chồng tôi. Nói xong mặt lập tức đỏ bừng, chưa thành thân mà đã gọi chồng, điều này khiến cô ấy vô cùng xấu hổ, nhưng cũng có phần vui mừng. Chồng, người đàn ông sững sờ, một hồi lâu mới hoàn hồn lại, ngập ngừng nói, vậy mà cô, lại đánh hắn như vậy. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói, chưa từng nghe câu đánh là thương, mắng là yêu à. Người đàn ông sững sờ. Người trong nhà hàng cũng bất ngờ, mặc dù câu này không sai, nhưng, phải đánh mạnh vậy sao? Suýt chút nữa đánh chết người rồi. Trong nhà hàng, ánh mắt ngưỡng mộ của đám đàn ông nhìn Diệp Quân chuyển sang thương hại. Chàng trai này thật đáng thương. Sau này không cẩn thận còn có thể bị đánh chết. Ngao Thiên Thiên để lại vài tờ tiền hoa hạ, sau đó bế Diệp Quân rời đi. Thấy Diệp Quân được Ngao Thiên Thiên bế, biểu cảm của mọi người trong nhà hàng đều trở nên kỳ lạ. Thì ra là kẻ ăn bám. Có người khinh bỉ nói. Sau khi ra đường, hai người lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Diệp Quân vội vàng nói, ta tự đi. Mặc dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn muốn tự đi, để Ngao Thiên Thiên bế như vậy thật sự rất xấu hổ. Ngao Thiên Thiên nghiêm túc nói, đừng cử động, Diệp Quân bất lực. Nếu không thể phản kháng thì hãy tận hưởng nó. Diệp Quân vùi đầu vào lòng Ngao Thiên Thiên, vừa hay chạm đến vòng ngực mềm mại. Mặt Ngao Thiên Thiên đỏ bừng, như đám mây cháy, cô ấy cúi đầu nhìn Diệp Quân, run giọng nói, huynh, đừng làm loạn, nếu không ta sẽ nói với tiểu ca. À, Diệp Quân chết lặng, ta làm loạn, muội đi nói với tiểu ca hả? Nói gì vậy? Nhận ra mình lỡ lời, Ngao Thiên Thiên xấu hổ lườm Diệp Quân, nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Quân cười khổ, muội định bế ta vào học viện Ngân Hà à? Nếu để Ngao Thiên Thiên bế vào học viện Ngân Hà thì hắn sẽ mất hết mặt mũi, bởi vì trên đường đi, hắn phát hiện mọi người đều nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. Thấy sắp đến học viện Ngân Hà, Ngao Thiên Thiên do dự rồi nhẹ nhàng đặt Diệp Quân xuống, nhìn Diệp Quân yếu ớt, Ngao Thiên Thiên vừa áy náy vừa đau lòng, huynh, sau này đừng nói với ta những lời xấu hổ đó. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, ta thích muội nên mới nói vậy. Nghe vậy, nhịp tim Ngao Thiên Thiên chợt tăng nhanh, trong lòng vừa vui mừng vừa xấu hổ, đương nhiên là vui nhiều hơn. Diệp Quân đột nhiên thở dài, nếu muội không muốn nghe thì sau này ta sẽ không nói nữa. Ngao Thiên Thiên đỡ hắn, nhỏ giọng nói, cũng không phải vậy, một ngày huynh nói 10 lần là được rồi. Diệp Quân sững sờ, một ngày nói 10 lần, muội nghĩ ta là vô tâm tình sao? Sau đó, Ngao Thiên Thiên đỡ Diệp Quân vào học viện. Trên đường đi, Diệp Quân nói, Thiên Thiên, ta đã gặp một người ở đây. Ngao Thiên Thiên tò mò hỏi, ai? Diệp Quân đáp, chân thần. Chân thần. Sắc mặt Ngao Thiên Thiên lập tức thay đổi, chân thần cũng ở đây sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy.
Ngao Thiên Thiên bỗng trở nên căng thẳng, chân thần có làm gì huynh không? Diệp Quân lắc đầu, chân thần không hề có ý thù địch với ta. Ngao Thiên Thiên thấy hơi khó hiểu, chân thần ở đây làm gì? Diệp Quân đáp, viết sách, bán sách. Ngao Thiên Thiên hoang mang, viết sách, bán sách hả? Diệp Quân cười khổ, cô gái này, rất khác lạ, nhưng cũng may, hình như tu vi của cô ta cũng bị phong ấn rồi. Ngao Thiên Thiên nghi ngờ nói, thực lực của cô ta mạnh như vậy, sao có thể bị phong ấn được chứ? Diệp Quân trầm giọng nói, lúc đầu ta cũng nghi ngờ, nhưng sau đó mới phát hiện ra phần lớn thực lực của cô ta đều đang trấn áp vũ trụ kiếp, vì vậy đây có thể là nguyên nhân. Vũ trụ kiếp. Vẻ mặt Ngao Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng, ở vũ trụ quan huyên, cô ấy cũng từng nghe nói đến vũ trụ kiếp. Chân thần chưa xuất hiện là vì đang trấn áp vũ trụ kiếp, cô ấy không ngờ vị chân thần này cũng ở hệ Ngân Hà. Diệp Quân nói, sau buổi học, tối nay ta sẽ đi gặp cô ta, muội đi cùng không? Ngao Thiên Thiên lắc đầu, tối nay ta phải tu luyện. Diệp Quân do dự rồi nói, vậy ta tu luyện cùng muội. Ngao Thiên Thiên không biết nghĩ gì, mặt lập tức đỏ bừng, không cần, ta không muốn ngủ cùng huynh. Diệp Quân sững sờ. Dứt lời, Ngao Thiên Thiên xoay người bỏ chạy. Nhìn Ngao Thiên Thiên chạy đi, Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, rõ ràng Thiên Thiên đã hiểu lầm hắn rồi. Phụ nữ ở vũ trụ quan huyên vẫn khá bảo thủ, rất ít người giống như Bát Huyền và chân thần. Nghĩ đến Bát Huyền, Diệp Quân thấy hơi tò mò, chân thần nói Bát Huyền đang ở học viện Ngân Hà nhưng đến đây đi một vòng, hắn không hề thấy Bát Huyền và Từ Nhu. Xem ra chỉ có thể đi tìm Hiên Viên Lăng giúp thôi. Dù sao học viện Ngân Hà này cũng rất rộng lớn. Lần này bị thương không nặng nên nghỉ ngơi một lúc, Diệp Quân bèn lên lớp. Thật ra Diệp Quân không có tiết vào buổi chiều nhưng hắn vẫn muốn đến xem thử. Hắn vẫn khá để tâm đến ba học sinh của mình. Lúc hắn đến kiếm đạo viện, ba người Hiên Viên Lăng vẫn còn ở đó, Hiên Viên Lăng tựa vào bên giường ngồi khoanh chân lại, hai tay cô ấy buông lỏng để lên hai đầu gối, khí tức rất ổn định. Diệp Quân nhìn ba người, đang định không quấy rầy bọn họ mà rời đi, nhưng lúc này Hiên Viên Lăng đang ngồi bên cửa sổ bỗng mở mắt ra, kiếm ý bỗng trào ra từ trong cơ thể. Diệp Quân sửng sốt. Kiếm ý. Lúc này Hiên Viên Lăng bỗng đứng dậy, khi nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy vui mừng nói, kiếm ý, là kiếm ý. Tôi lĩnh hội được kiếm ý rồi. Diệp Quân cười nói, chúc mừng cô. Nói thật hắn cũng khá bất ngờ, hắn không ngờ Hiên Viên Lăng lại lĩnh hội kiếm ý nhanh như thế. Xem ra cô gái này phù hợp với tu kiếm. Hiên Viên Lăng nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Quân, cô ấy chớp mắt, sau này anh vẫn dạy tôi chứ? Cô ấy biết nếu không phải từng cảm nhận được kiếm ý của Diệp Quân trước đó, hơn nữa còn được Diệp Quân chỉ dạy thì cô ấy không thể lĩnh hội được kiếm ý. Diệp Quân cười nói, khoảng thời gian ở ngôi sao màu xanh này, tôi là giáo viên của ba người, tôi sẽ cố gắng dốc lòng chỉ dạy, còn mọi người có thể học được bao nhiêu thì là tạo hóa của bản thân mọi người. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Vui mừng nói, được. Lúc này Diệp Quân xòe tay ra, thanh kiếm Vân Tú đó xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa cho Hiên Viên Lăng, đây là bội kiếm của tôi, bây giờ tôi tặng cho cô. Hiên Viên Lăng lắc đầu, tôi đã tặng cho anh rồi, bây giờ nó là của anh, đừng chê. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, vậy thì tôi giữ lại. Hiên Viên Lăng cười nói, ừ. Cô ấy do dự một chốc, sau đó muốn nói lại thôi. Diệp Quân hỏi, sao thế? Hiên Viên Lăng nhìn hắn, sau đó nói, cha tôi muốn gặp anh. Diệp Quân hỏi ngạc nhiên, gặp tôi sao? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân tò mò, gặp tôi làm gì? Hiên Viên Lăng do dự, sau đó nói, muốn làm quen với anh. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy ngày mai tôi đi với cô. Từ đầu đến giờ Hiên Viên Lăng đã giúp không ít việc. Mà Hiên Viên Lăng đại diện cho nhà họ Hiên Viên, nếu người ta đã có lòng thân thiết, dĩ nhiên hắn cũng không từ chối. Nghe Diệp Quân nói thế, Hiên Viên Lăng rất vui, vội nói, ừ, tối mai tôi đưa anh đến nhà tôi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hiên Viên Lăng lại nói, anh có thể dạy tôi thuật ngự kiếm không? Nói xong, ánh mắt cô ấy đầy vẻ mong chờ. Diệp Quân cười nói, có thể, nhưng linh khí ở đây quá ít, dù cô có học được. Vấn đề linh khí. Hiên Viên Lăng cười nói, tôi có một ít linh thạch.
Diệp Quân gật đầu, được. Hắn vừa nói vừa lấy giấy bút ra, sau đó nhanh chóng viết gì đó, không lâu sau một trang cách tu luyện thuật ngự kiếm xuất hiện trước mặt Hiên Viên Lăng. Diệp Quân cất bút đi, sau đó nói, cô cứ tu hành theo bài này, chỉ cần có đầy đủ linh khí, sau này khi ra ngoài, cô không cần phải đi cái thứ gì, mà bay đấy. Hiên Viên Lăng nhận lấy bài công pháp đó, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, cảm ơn, Diệp Quân mỉm cười, mọi người tu luyện tiếp đi, tôi đi xử lý một chút việc. Hiên Viên Lăng, ừ. Diệp Quân xoay người đi. Hiên Viên Lăng đứng đó nhìn công pháp trong tay, nở nụ cười động lòng người, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Thật ra so với công pháp này, cô ấy thích thái độ của Diệp Quân hơn. Lúc cô ấy muốn hắn dậy, hắn không do dự bèn đưa cho cô ấy. Cô ấy nhìn ra được Diệp Quân không có suy nghĩ nam nữ gì đó với mình, nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy mới yêu thích. Nếu người ta đơn thuần đối xử tốt với người đàn ông này thì hắn sẽ đối xử tốt lại. Ngay lúc này, một cô gái bỗng bước vào kiếm đạo viện, cô ta bước nhanh đến cạnh Hiên Viên Lăng, nhỏ giọng nói vài câu. Hiên Viên Lăng nhíu mày, lạnh lùng nói, to gan. Nói rồi cô ấy xoay người rời đi. Hiên Viên Lăng đi theo cô gái đến trước cổng học viện Ngân Hà, lúc này có không ít người tụ tập trước cổng. Một người đàn ông chặn một cô gái lại, mà người này chính là Mộc Uyển Du. Giá trị nhan sắc của Mộc Uyển Du cũng rất cao, vừa đến học viện Ngân Hà đã trở thành đối tượng mà rất nhiều học viên muốn theo đuổi. Tất nhiên đa số đều theo đuổi rất lý trí, không làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng dù thế nào cũng sẽ có một vài người cuồng nhiệt theo hướng cực đoan. Người đàn ông trước mặt Mộc Uyển Du khoảng 20 tuổi, vóc dáng thẳng tắp, bề ngoài cũng khá ổn, quan trọng nhất là có một chiếc siêu xe sang trọng đỗ ở phía sau gã, vừa nhìn đã biết giá trị rất lớn. Người đàn ông nhìn Mộc Uyển Du, cười nói, Uyển Du, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Mộc Uyển Du nhíu mày, hơi bực bội, tô chiết, anh có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không? Vừa rồi khi đi ngang qua cổng trường, Mộc Uyển Du nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô ấy vội vàng đuổi theo nhưng vừa ra khỏi cổng đã bị Tô Chiết chặn lại, cứ thế bóng dáng quen thuộc đã lên xe. Điều này khiến cô ấy rất tức giận, thế nên nói chuyện cũng không thèm khách sáo. Tô Chiết trước mặt Mộc Uyển Du lại chẳng để tâm đến sự tức giận của Mộc Uyển Du, cười nói, Uyển Du, anh thích em, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Hai tay Mộc Uyển Du siết chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, Tô Chiết. Tôi đã nói với anh tôi có người mình thích rồi. Nếu anh còn quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ tố cáo anh với giới luật viện đấy. Ha ha! Lúc này, một người đàn ông bên cạnh Tô Chiết đột nhiên cười nói, cô Mộc, cô có biết viện trưởng giới luật viện là ai không? Là viện trưởng Tô Lâm đấy, cô có biết viện trưởng Tô Lâm là ai không? Là ông nội của anh Tô đấy. Nghe thế Mộc Uyển Du cau mày. Các học viên xung quanh cũng nhíu mày. Có vài học viên nhìn Tô Chiết bằng ánh mắt căm ghét. Con gái hiền thục dịu dàng, quân tử luôn muốn được sánh duyên, đây là chuyện thường tình. Nhưng loại người cưỡng ép này lại khiến người ta căm ghét. Thế nhưng vài học viên đều không dám lên tiếng, dù sao thì thân phận và gia cảnh của Tô Chiết không nhỏ. Người có khả năng chống lại gã cũng sẽ không chống lại gã chỉ vì một cô gái, người không có thân phận lớn gì cũng không dám lên tiếng bàn luận. Dù sao họ đều sợ ảnh hưởng đến việc học của mình. Tô Chiết cười nói, Uyển Du, anh thật sự rất thích em, anh biết gia cảnh của em không tốt, hôm qua em còn ra ngoài tìm việc làm. Em yên tâm đi, nếu em đối xử tốt với anh sẽ trả hết chi tiêu sau này của em. Mộc Uyển Du vừa định nói gì thì lúc này một cô gái bỗng bước chân đến trước mặt Tô Chiết, gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tát một bạt tai. Bốp! Tô Chiết văng ra xa mấy chục mét. Mọi người đều ngơ ngác. Người ra tay chính là Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng lạnh lùng nhìn Tô Chiết. Tô Chiết vừa đứng dậy đã bị một cô gái mặc đồ vest đạp vào ngực. Phụt! Cú đạp này khiến Tô Chiết nôn ra máu. Mọi người biến sắc, đều lùi về sau. Tô Chiết nhìn thấy là Hiên Viên Lăng, sắc mặt thay đổi, Hiên Viên. Hiên Viên Lăng không cảm xúc nhìn Tô Chiết, cái thứ rác rưởi như anh mà cũng có thể vào được học viện Ngân Hà. Quả thật là kéo trình độ của học viện Ngân Hà xuống thấp. Đưa gã đến giới luật viện để ông nội anh ta tự mình trừng phạt gã, nếu phạt nhẹ thì nhà họ Hiên Viên cũng không ngại phạt thay ông ta. Cô gái giẫm lên ngực Tô Chiết kéo gã đi. Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu,
thầm thở dài. Học viện Ngân Hà là thánh địa trong lòng rất nhiều người, nhưng cô ấy biết hiện nay học viên của Học viện Ngân Hà cũng có vài người có trình độ chênh lệch, nguyên nhân chính là vì Hoa Hạ là một xã hội tình người. Chẳng hạn như Tô Chiết này, với nhân phẩm và thành tích của gã chắc chắn không thể vào được Học viện Ngân Hà, nhưng viện trưởng giới luật viện là ông nội của gã. Ông nội gã đến viện tuyển sinh nói một tiếng, người của viện tuyển sinh có thể không nể mặt sao? Mà lại có không ít người như vậy. Hiên Viên Lăng bỗng nghĩ đến Diệp Quân, vẫn là tư chất của Diệp Quân tốt, không có thân phận lai lịch gì lớn, nhân phẩm lại tốt. Cô Lăng. Lúc này Mộc Uyển Du ở một bên bỗng nói, cảm ơn. Cô ấy từng gặp Hiên Viên Lăng ở tiệc sinh nhật của Tô Tử, chỉ là không quen, lúc này cô ấy cũng tò mò lý do tại sao đối phương lại giúp mình. Hiên Viên Lăng gật đầu, cười nói, cô Uyển Du, nếu cô không chê, sau này chúng ta có thể xưng hô chị em với nhau. Chị em, nghe Hiên Viên Lăng nói thế, người xung quanh đều ngạc nhiên. Nhà họ Hiên Viên, đây là gia tộc lớn siêu cấp ở Yến Kính, nếu Mộc Uyển Du này trở thành chị em với cô ấy thì dĩ nhiên sau này không ai trong Học viện Ngân Hà dám bắt nạt cô ấy nữa. Mộc Uyển Du không hiểu ý tốt của đối phương, cô ấy do dự rồi nói, là anh ta nhờ cô giúp tôi sao? Hiên Viên Lăng không định giấu, khẽ gật đầu. Mộc Uyển Du thấp giọng nói, bây giờ anh ta đang ở đâu? Viên Hiên Lăng nói, đi xử lý công việc rồi. Thấy vẻ mặt Mộc Uyển Du khá u ám, Hiên Viên Lăng lại nói, bây giờ anh ấy là giáo viên kiếm đạo viện Học viện Ngân Hà. Giáo viên? Mộc Uyển Du ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Lăng, ngạc nhiên nói, giáo viên kiếm đạo viện. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Mộc Uyển Du do dự một chốc, sau đó nói, cô Lăng, tôi có thể gia nhập kiếm đạo viện không? Hiên Viên Lăng cười nói, dĩ nhiên là được. Mộc Uyển Du nhoẻn miệng cười, tốt quá. Hiên Viên Lăng bỗng nhìn chiếc nhẫn trên tay Mộc Uyển Du, sau đó nói, đây, là anh ấy tặng cô à? Mộc Uyển Du gật đầu, đúng thế. Hiên Viên Lăng cười nói, tôi có thể xem không? Mộc Uyển Du lấy chiếc nhẫn xuống, sau đó đưa cho Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Lăng cầm lấy chiếc nhẫn quan sát một lúc. Vẻ mặt nghiêm trọng nói, cô Uyển Du, chiếc nhẫn này, không phải nhẫn bình thường. Mộc Uyển Du hơi khó hiểu, không phải nhẫn bình thường sao? Mộc Uyển Du gật đầu, đúng thế, đây là một chiếc nhẫn, hơn nữa còn không phải là nhẫn bình thường, cô có biết bên trong có đồ gì không? Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu, tôi không biết, anh ta nói đây là đồ quý giá nhất ở hệ Ngân Hà. Quý giá nhất? Hiên Viên Lăng suy nghĩ, sau đó đưa chiếc nhẫn cho Mộc Uyển Du. Nói, cô Uyển Du, vật này rất quý giá giữ cho kỹ. Mộc Uyển Du gật đầu, ừ. Cô ấy vừa nói vừa cầm chiếc nhẫn, nhìn chiếc nhẫn trong tay, nở nụ cười động lòng người. Hiên Viên Lăng nói, đi, tôi dẫn cô đến kiếm đạo viện làm quen. Diệp Quân ra khỏi Học viện Ngân Hà bèn đi thẳng đến chỗ ở của chân thần, vì có chìa khóa nên Diệp Quân mở cửa đi thẳng vào, thế nhưng khi hắn bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sửng sốt. Trước mặt Diệp Quân không xa, có một cô gái không mặc gì. Hình như cô gái vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, còn có vài hạt nước đọng trên người, làn da trắng tuyết, vóc dáng cực phẩm. Quan trọng nhất là rất sạch sẽ, không một cọng cỏ. Nhìn cơ thể căng tràn xinh đẹp như nghệ thuật trước mặt, đầu óc Diệp Quân trống rỗng. Cú chấn động này quả thật quá lớn. Cô gái này chính là Từ Chân. Nhìn thấy Diệp Quân. Từ Chân cũng sửng sốt nhưng rất nhanh đã bình thường lại, cậu đợi đã. Nói xong, cô ta xoay người đi. Diệp Quân đứng đó vẫn còn ngơ ngác. Không lâu sau, Từ Chân ra khỏi phòng, lúc này cô ta đã mặc một chiếc áo tắm rộng rãi, mái tóc dài buộc ở sau, trên người vẫn còn đọng chút nước. Từ Chân bước đến một bên ngồi xuống, cô ta nhìn Diệp Quân, rất tự nhiên nói, sao cậu lại đến đây? Diệp Quân do dự. Sau đó nói, xin lỗi, ta không biết lúc nãy thì. Từ Chân mỉm cười nói, ngồi đi. Thấy sắc mặt Từ Chân vẫn như thường, không hề ngại ngùng, Diệp Quân cũng thầm cảm thán, cô gái này đúng thật không phải là người thường. Lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bước đến ngồi xuống nói, tối nay thì có đi bán sách không? Từ Chân gật đầu, có chứ. Diệp Quân hỏi thắc mắc, tỷ bán sách chắc không phải vì kiếm tiền nhỉ? Từ Chân cười nói, sở thích thôi. Diệp Quân khẽ gật đầu. Từ Chân bỗng vẫy tay, cậu qua đây.
Diệp Quân do dự một chốc, sau đó bước đến bên cạnh Từ Chân, Từ Chân nói, dạo này có người phản hồi, ta sai chính tả hơi nhiều, sau khi ta viết xong, cậu kiểm tra giúp ta nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Chân chỉ vào cái ghế bên cạnh, cậu ngồi đi. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống bên cạnh Từ Chân, lúc này Từ Chân đặt hai bản thảo xuống trước mặt hắn, đồng thời đưa cho hắn một cây bút. Diệp Quân nhìn bản thảo, da đầu hơi tê dại. Kích thước đúng thật không phải lớn bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Từ Chân chớp mắt, sao thế? Diệp Quân do dự rồi nói, ta có thể đưa ra ý kiến không? Từ Chân gật đầu, được chứ? Diệp Quân nghiêm túc nói, thật ra kích thước có thể không cần lớn như thế. Từ Chân nhìn Diệp Quân, tỏ ý hắn nói tiếp. Diệp Quân tiếp tục nói, câu chuyện của tỷ rất hay, mà ta nghĩ người đọc sách của tỷ đa số đều thích cốt truyện này, chứ không phải là kiểu miêu tả chi tiết rõ ràng như thế này. Nói đến đây hắn nhìn Từ Chân. Từ Chân mỉm cười không đáp. Diệp Quân hỏi, sao thế? Từ Chân lắc đầu, cười nói, dĩ nhiên tình tiết câu chuyện rất quan trọng nhưng, thôi vậy, không thể nói mấy thứ không thích hợp với trẻ con cho cậu, nếu không lát nữa cậu lại cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Quân cạn lời, hắn do dự một lúc rồi nói, hình như tỷ không kiêng dè chút nào. Từ Chân nói, ý cậu là chuyện nói vừa rồi à? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân cười nói, cậu cố ý nhìn lén sao? Diệp Quân vội lắc đầu. Từ Chân lại nói, ta cố ý cho cậu nhìn à? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hắn không nghĩ mình có sức hút lớn đến thế. Từ Chân cười nói, nếu đã thế thì cần gì phải để ý nhiều làm gì. Diệp Quân im lặng. Từ Chân mỉm cười, cậu có biết tại sao cha cậu mất tận 3.000 vạn năm mới phá thần không? Diệp Quân ngờ vực nhìn Từ Chân. Từ Chân cười nói, chấp niệm. Diệp Quân nhíu mày, chấp niệm ư? Từ Chân gật đầu, chấp niệm được chia thành nhiều loại. Chấp niệm của cha cậu là cực kỳ muốn phá thần, muốn thoát khỏi vài cái nhìn của người thế tục. Chẳng hạn như ông ấy không muốn làm vua dựa dẫm, muốn đạt đến một tầm cao khác. Rất nhiều chấp niệm. Cô ta vừa nói vừa mỉm cười, đạo như hạt cát, nhiều lúc cậu nắm càng chặt thì nó mất đi càng nhanh. Diệp Quân trầm tư, hai tay siết chặt lại. Từ Chân lại nói, tất nhiên đó cũng là điều bình thường, mọi người đều sẽ có một quá trình trưởng thành, quá trình này thường rất đau đớn, vượt qua nó được là tốt. Sau khi vượt qua nó rồi quay đầu nhìn lại, cậu sẽ thấy thì ra chướng ngại mà mình suýt nữa đã không thể vượt qua được cũng chỉ thế thôi. Diệp Quân nhìn Từ Chân, chấp niệm của ta cũng nhiều à? Từ Chân gật đầu. Diệp Quân hỏi, chấp niệm gì? Từ Chân nói, cậu đợi một chút, nói rồi cô ta đi vào phòng bếp, chẳng mấy chốc đã ôm mười mấy bình rượu trắng ra. Thấy thế mí mắt Diệp Quân khẽ giật, ta không uống. Từ Chân cười nói, cậu sợ gì chứ? Diệp Quân cười khổ, uống say không tốt. Từ Chân hỏi, sợ làm loạn à? Diệp Quân do dự, sau đó nói, dù sao uống say cũng không tốt. Từ Chân cười nói, nếu là người bình thường đương nhiên sẽ như thế, nhưng cậu là kiếm tu tu luyện cái gì? Là tâm, nếu tâm của cậu không loạn, cho dù say đến mấy cũng không thể làm loạn, trừ khi tâm của cậu không trong sạch, có quá nhiều tạp niệm. Diệp Quân cạn lời, không thể cãi lại. Từ Chân nói tiếp, uống say chẳng phải là một kiểu tu hành à? Tu hành. Diệp Quân như có điều suy nghĩ. Từ Chân nhìn Diệp Quân, mở một chai rượu, sau đó đưa cho hắn. Diệp Quân trầm giọng nói, Chân tỷ, tạp niệm mà tỷ nói, là một vấn đề thật à? Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hơi ngờ vực, nhưng ta nghĩ ta không có tạp niệm gì cả. Từ Chân nghiêm túc nói, tư tưởng của cậu không thuần khiết. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Từ Chân cười nói, cạn ly. Nói rồi cô ta cầm chai rượu lên uống một ngụm. Diệp Quân do dự, sau đó cũng uống một ngụm, rượu chảy vào miệng vẫn hơi cay nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Diệp Quân hỏi tiếp, Chân tỷ, tỷ có thể nói rõ hơn về tạp niệm này không? Từ Chân gật đầu, cậu có biết hiện nay kiếm đạo của cậu có khuyết điểm lớn nhất là gì không? Diệp Quân trầm giọng nói, tạp niệm à? Từ Chân lắc đầu, không phải. Diệp Quân nhíu mày. Từ Chân giơ chai rượu lên, uống xong ta sẽ nói cho cậu biết. Diệp Quân do dự một chiếc rồi uống cạn. Uống cạn một chai rượu, hắn cảm thấy cổ và dạ dày của mình như bị thiêu đốt. Rượu này mạnh quá.
Cùng lúc đó hắn cảm thấy mình bắt đầu lâng lâng. Thấy Diệp Quân uống hết, Từ Chân khẽ cười, đang định lên tiếng thì Diệp Quân bỗng nói, tỷ cũng uống đi, uống hết rồi nói cho ta biết. Từ Chân cười nói, được. Dứt lời, cô ta cũng uống cạn. Uống xong, Từ Chân giơ chai giống trong tay lên, sau đó nói, uống hết rồi. Diệp Quân khó hiểu, tỷ có cảm giác say không? Từ Chân chớp mắt, có. Diệp Quân nghi ngờ, thật à? Từ Chân gật đầu, thật mà, đầu choáng lắm, có phải cậu cũng thế không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân bỗng ngồi xuống đất, cô ta vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ngồi ở đây. Diệp Quân do dự một chốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn thấy rất nhiều nhà cao tầng và vô số con phố rải rác, rất sầm uất. Diệp Quân nói, Chân tỷ, vấn đề lớn nhất của ta không phải là tạp niệm sao? Từ Chân nói, vấn đề lớn nhất của cậu hiện giờ là không thể đối diện với tạp niệm của mình. Diệp Quân không hiểu. Từ Chân cười nói, dạo này cảnh giới kiếm đạo của cậu tăng lên một chút, chắc hẳn đã nhìn thẳng vào một vài tạp niệm. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao tỷ biết? Khi gặp Ngao Thiên Thiên trước đó không lâu, hắn mới đột nhiên buông bỏ nút thắt, thế nên cảnh giới kiếm đạo đã được cải thiện nhưng hắn không ngờ cô gái trước mặt lại có thể nhìn ra được, chẳng phải tu vi của cô ta bị phong ấn rồi sao? Từ Chân cười nói, tu vi của ta bị phong ấn nhưng ta vẫn còn mắt đây mà, ta không bị mù, có thể nhìn ra được. Diệp Quân lặng thinh. Từ Chân nói tiếp, vài tạp niệm của con người thường được giấu rất sâu, không dễ bị người khác chú ý. Những người có phẩm chất đạo đức tốt có thể kiềm chế những suy nghĩ xấu xa trong lòng mình, nhưng cũng có nhiều người không thể kiềm chế được, để mặc những suy nghĩ xấu xa trong lòng sinh sôi, cuối cùng bị diệt vong. Diệp Quân hỏi, ta có suy nghĩ xấu sao? Từ Chân cười nói, cậu nghĩ sao? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, ta không biết, vì những ý nghĩ xấu mà Chân tỷ nói có thể không giống với những gì ta nghĩ. Từ Chân gật đầu, đúng là thế, nhiều lúc đến cả bản thân một người cũng không phân biệt được rõ suy nghĩ xấu xa của mình. Diệp Quân còn muốn hỏi nữa nhưng Từ Chân nói, cạn ly. Lần này Diệp Quân không do dự uống liền mấy ngụm. Từ Chân cũng thế. Uống xong, Từ Chân cười nói, có thể nói xem tại sao dạo gần đây kiếm đạo lại đột phá không? Diệp Quân do dự, sau đó nói ra những cảm ngộ trước đó. Nghe xong, Từ Chân cười nói, đối diện thẳng với điểm yếu của mình, hơn nữa còn biết sửa đổi là rất tốt. Diệp Quân do dự, sau đó nói, Chân tỷ, ta đã có Tử Thụ và Bát Huyền, sau đó lại có thêm cô gái khác. Từ Chân bình tĩnh nói, cậu nghĩ mình khiến họ thiệt thòi nên vẫn không nghĩ thông suốt sao? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân cười nói, đây cũng là một tạp niệm của cậu, tất nhiên sở dĩ cậu có tạp niệm này là vì tâm cậu thiện, nếu không có cảm xúc thật thì cũng sẽ không nghĩ như thế. Diệp Quân thở dài. Từ Chân nói tiếp, cảm thấy mắc nợ thì kiếm sẽ thêm một lớp mắt xích, mà bây giờ ta có thể cảm nhận được trên kiếm của cậu không chỉ có một lớp xiềng xích đâu. Diệp Quân quay đầu sang nhìn Từ Chân, Từ Chân mặc áo ngủ, mái tóc dài xõa trên vai, nhìn qua có vẻ hơi lười biếng, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác như mặt trời mọc, rất ấm áp, làm cho người khác bất giác muốn đến gần cô ta hơn. Cô ta thật sự rất đẹp, đường nét gương mặt tinh tế, không tì vết hệt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở. Lúc này Từ Chân bỗng quay đầu sang nhìn Diệp Quân, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Từ Chân trong trẻo, còn nở nụ cười. Diệp Quân không chịu được ánh mắt này bèn rời tầm mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời cảm thấy hơi lo lắng, như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Từ Chân nói, cậu đó, quá nhiều tạp niệm. Diệp Quân không phục cho lắm, hắn nhìn Từ Chân, ta chẳng nghĩ lung tung gì cả. Từ Chân cười nói, nếu đã không nghĩ lung tung thì sao không thẳng thắn vô tư đi. Diệp Quân sửng sốt. Ừ nhỉ. Nếu mình đã không nghĩ lung tung gì thì sao không thẳng thắn một chút? Nghĩ đến đây, Diệp Quân cười khổ, thì ra bản thân ta có nhiều vấn đề như thế. Từ Chân lắc đầu, cậu còn trẻ mà có thể đi đến bước này đã rất giỏi rồi. Nếu dựa vào thực lực hiện giờ của ta để so sánh và yêu cầu cậu thì không công bằng. Diệp Quân im lặng hồi lâu, hắn cầm chai rượu lên chạm khẽ vào chai rượu của Từ Chân, Chân tỷ, cạn. Nói rồi hắn uống cạn rượu. Từ Chân khẽ cười, cũng uống cạn.
Diệp Quân bỗng cười nói, Trân tỷ, tỷ xinh đẹp thật đấy. Có lẽ là vì những lời của Từ Trân, hoặc cũng có thể là vì uống nhiều rồi, Diệp Quân cũng thả lỏng mình ra. Từ Trân mỉm cười nói, vậy à? Diệp Quân gật đầu, tính cách cũng tốt, không giống với chân thần mà ta nghĩ. Từ Trân nhìn Diệp Quân mỉm cười nói, xem ra vốn dĩ trong lòng cậu ta là một người rất xấu xa. Diệp Quân khẽ cười, cũng không phải thế, ta chỉ cho rằng chắc hẳn tỷ là một người kiêu ngạo, không nhiễm khói bụi nhân gian. Từ Trân mỉm cười, làm thần không thú vị lắm đâu, làm người mới tốt. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Khoảng thời gian đến ngôi sao màu xanh này, hắn cảm thấy nhân gian tốt đẹp biết bao. Từ Trân bỗng nói, nào, uống tiếp. Diệp Quân bỗng lắc đầu, Trân tỷ, tỷ muốn hỏi chuyện của ta và Từ Thụ đúng không? Từ Trân chớp mắt, ừ. Diệp Quân tiện thể nằm xuống đất, hai tay ôm đầu, tỷ hỏi đi. Từ Trân lại lắc đầu, không được, phải uống, không uống thì cậu không buông thả bản thân. Diệp Quân nói, ta đã say rồi. Từ Trân nghiêm túc nói, không được, vẫn chưa đủ, uống thêm chút nữa, vì ta muốn hỏi rất rất cặn kẽ. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tỷ muốn hỏi cặn kẽ cỡ nào? Đều là lỗi của huyết mạch phong ma. Dưới sự ép uống mãnh liệt của Từ Trân, Diệp Quân lại bị chút một bình rượu trắng. Hắn không có tu vi, đương nhiên không thể nào chịu đựng được, bây giờ cả người đã lâng lâng, mặt cũng đỏ bừng. Từ Trân lại chút thêm mấy bình rượu, khi nhìn thấy Diệp Quân đã sắp say đến mức ngã gục mới dừng tay. Diệp Quân nằm dưới đất cảm thấy cơ thể nóng rực, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo nên không cởi quần áo của mình. Lúc này, Từ Trân lấy giấy bút ra, cô ta thuận thế nằm lên người Diệp Quân, cười hì hì nói ta sắp hỏi đây. Diệp Quân mơ màng đáp, hỏi đi. Từ Trân hỏi, lần đầu tiên của các cậu có thể kiên trì được bao lâu? Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Cứ thế vừa hỏi vừa ghi. Đương nhiên tiến triển không được thuận lợi lắm, vì phạm vi vấn đề mà Từ Trân hỏi rất rộng. Hắn cũng không có suy nghĩ lệch lạc gì, chủ yếu là phạm vi thật sự quá rộng, hắn cũng không biết được. Từ Trân rất tự nhiên, đối với cô ta đây chỉ là một cách sinh sản. Diệp Quân và Từ Thụ đều là người quen, vì thế mọi người thảo luận với nhau cũng không có gì là không thể. Mà cô ta cũng thấy hơi bất mãn, vì tên danh con này rất kín miệng. Vì thế cô ta lại tiếp tục chút rượu Diệp Quân. Mà lúc này Diệp Quân đã say khướt rồi. Từ Trân bắt đầu nhanh chóng ghi chép. Chẳng mấy chốc trời đã tối, lúc này Từ Trân đã ghi kín mấy chục trang giấy. Từ Trân còn muốn hỏi gì đó thì Diệp Quân đột nhiên nắm lấy tay cô ta. Nhíu mày, Trân tỷ, đau, đầu. Từ Trân đặt bút xuống, vỗ nhẹ lên tay hắn, vậy nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Quân khẽ đáp, vâng. Từ Trân lật người nằm bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn mấy thứ mình đã viết, hơi nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Có những cảm nhận chân thực này, chuyện của cô ta sẽ có nhiều tài liệu tham khảo hơn, tình tiết viết ra cũng sẽ chân thực hơn. Tốt lắm. Cô ta rất hài lòng. Mà viết lâu như thế cô ta cũng hơi buồn ngủ, trong lúc buồn ngủ thì một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo cô ta. Từ Trân quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, khuôn mặt Diệp Quân đỏ ửng như quả táo, hắn cau mày có vẻ khó chịu. Từ Trân chợt thấy hơi áy náy, chút nhiều rượu cho người ta quá rồi. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, Trân tỷ, Từ Nhu xấu xa lắm. Từ Trân chớp mắt, Từ Nhu. Diệp Quân gật đầu, tỷ ấy luôn gài bẫy người khác. Từ Trân lập tức thấy hứng thú, muội ấy gài bẫy cậu thế nào? Diệp Quân nhất thời lên tinh thần, kể hết mọi chuyện một lượt. Sau khi nghe những gì Diệp Quân nói, Từ Trân xa sầm mặt, chẳng lẽ Từ Nhu cũng? Diệp Quân lại nói, sao tỷ không nói gì? À đúng rồi, tỷ là đồng bọn của tỷ ấy. Từ Trân lắc đầu cười khẽ, lần sau gặp muội ấy ta sẽ đánh muội ấy một trận, được chứ? Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, thật sao? Từ Trân gật đầu, thật. Diệp Quân im lặng nhìn Từ Trân đang gần trong gang tấc. Lúc này hắn và Từ Trân rất gần nhau, vì trước đó Từ Trân đã tắm, nên bây giờ hắn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô ta. Mùi thơm này không chỉ là mùi sữa tắm, mà còn có cả mùi thơm cơ thể nữa. Mà lúc này tay hắn còn đang ôm eo Từ Trân, dù cách áo choàng tắm nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại bên dưới áo choàng. Diệp Quân nhất thời hít thở dồn dập. Vì rượu nên cả người hắn lúc này có hơi khô nóng.
Từ Chân hơi khép hờ mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quân đột nhiên rụt tay khỏi eo Từ Chân, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, cuối cùng bế cô ta lên giường, sau đó đắp kín chăn, sắp xếp xong mọi thứ thì hắn rời khỏi phòng. Không thể ở lại đây thêm nữa. Khuất phục nội tâm. Đùa cái gì vậy? Có lẽ hắn khuất phục được nội tâm, nhưng chưa chắc có thể khuất phục thân thể mình, đặc biệt là huyết mạch phong ma. Hắn cảm thấy thỉnh thoảng bản thân có một vài suy nghĩ không trong sáng cũng là vì huyết mạch phong ma này. Huyết mạch phong ma. Vào lúc Diệp Quân rời khỏi phòng, Từ Chân nằm trên giường chậm rãi mở mắt, một lúc lâu sau đó, cô ta lắc đầu cười khẽ, danh con. Diệp Quân đi xuống lầu, gió lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn, nhưng bước chân vẫn hơi phù phiếm, chẳng những thế hắn còn thấy khá đau đầu. Rượu đó quá mạnh. Diệp Quân nhìn xung quanh, cuối cùng hắn đi tới ngồi xuống ghế đá ven đường. Chấp niệm. Trước đó Từ Chân nói đến chấp niệm, khiến hắn có cảm giác như lĩnh ngộ. Có chấp niệm không đáng sợ, đáng sợ là không hiểu được chấp niệm của mình, cũng có thể nói là nhiều lúc bản thân cũng đang trốn tránh chấp niệm trong lòng mình. Người có thể không buông xuống, nhưng không thể trốn tránh. Cũng giống như chuyện tình cảm vậy. Mà điều khiến hắn bất ngờ là năm đó cha không phá thần không hề có liên quan đến chấp niệm. Qua muốn phá thần, muốn thoát khỏi danh hiệu Kháo Sơn Vương chẳng phải cũng là một chấp niệm sao? Chấp niệm có rất nhiều loại, mà những chấp niệm khác nhau cũng như những gông xiềng đeo trên kiếm đạo của hắn. Chặt đứt nó. Diệp Quân cười khổ. Có một vài suy nghĩ dù người phát hiện ra nó, nhưng cũng chưa chắc có thể chặt đứt được nó. Diệp Quân cười khẽ. Bây giờ hắn đã hiểu rõ những gì cô váy trắng nói rồi. Rất nhiều lúc bản thân mới là kẻ thù lớn nhất của mình trên con đường tu đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.